Hello mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với City Talk, series chia sẻ về kiến thức đồ họa. Mình là Cường City, mình cũng có mình phụ trách cái số này và giới thiệu đôi chút về cá nhân dành cho những bạn nào mà các bạn chưa có theo dõi cái số này hoặc là chưa biết qua về Cường thì mình cũng có cơ hội làm nghề này khoảng cỡ chừng hơn chục năm và mình mong muốn là mở cái số này ra, hy vọng là sẽ chia sẻ được nhiều dành cho các bạn, đặc biệt là những bạn mới, để các bạn có thể lựa chọn được cái con đường đi nó phù hợp với mình, đỡ tốn thời gian, đỡ tốn kinh phí, và cũng mong là có thể mở được một cái network, tức là một cái đóng góp một cái gì đó cho cộng đồng. Hy vọng là các bạn sẽ hưởng ứng cái series City Talk này. Và hôm nay rất là may mắn mời được các bạn đến từ nhà trứng, đến từ Class Z. Ở đây thì có các anh chị thực ra là đã từng tham gia ở số trước đó rồi về chủ đề nền tảng và về chủ đề về nhân sự. Ở đây có anh Ái và chị Lan Nguyễn. Và nếu mà bạn nào mà các em có nhu cầu xem lại những cái chủ đề đó thì nó đã hiện tại là đã có trên YouTube rồi. Và hôm nay được mời thêm một bạn nữa là Thanh Nguyễn để nói về một cái chủ đề cũng anh nghĩ là cũng khá là thú vị, cũng đáng để anh em mình cũng tìm hiểu, có thể biết đâu sau này chúng ta sẽ đi con đường này, đó là visual artist. Thì sau đây anh sẽ mời, chắc là anh sẽ mời Thanh giới thiệu đôi nét về cái profile, cái background, cái kinh nghiệm công việc của mình. Em xin mời Thanh. Dạ, hello anh, hello anh Cường, dạ hello mọi người ha. Mình tên là Thanh, mình hiện tại đang làm ở Lasek cũng được khoảng 7 năm mấy rồi. Thì chắc cũng lâu rồi. Nếu như mình hứa các bạn có lâu hay không, chứ em thấy nó cũng khá là lâu ha. Dạ. Thì em là chuyên về làm bạn mảng là 3D vehicle. Nghe nói là gần nhân nhã là cũng lâu lắm rồi. Anh đang nghĩ Thành nó đang tính tới đường về hưu hay gì á. Nói vậy chứ còn dài. 7 năm, 7-8 năm. Thực ra theo anh á, là 7-8 năm thì nó không dài nhưng mà nó cũng không hề ngắn. Tức là ở trong cái khoảng thời gian đó thì mình cũng đã, chắc có lẽ là mình cũng đã tích lũy được rất là nhiều kinh nghiệm, đặc biệt về cái mảng này, đặc biệt về cái hướng này. Ok, hy vọng là hôm nay Thành cũng như là các anh chị khách mời có thể chia sẻ được nhiều thông tin cho các bạn. Cảm ơn Thành nhiều. Chúng ta sẽ khai thác ra thêm Thanh Nguyễn ở phần sau. Và quay trở lại với lại hai khách mời đã tham gia ở các số trước đó, anh mời Ái. Hello, mình là Ái Nguyễn nha. Kêu Ái không hơi kỳ. Ok, mình là Ái Nguyễn, mình là họa sĩ vẽ xe ha, 3D vehicle artist, cũng giống như anh Thanh ha. Em cũng làm được gần 6 năm rồi, thì cũng có những cái kinh nghiệm thì hôm nay mình có thể trao đổi và chia sẻ với nhau trong cái buổi này, để mấy bạn nào có thể là có hướng đi liên quan tới cái mảng này thì mình cùng trao đổi. Cảm ơn. Bao nhiêu thôi ạ. Cảm ơn em nhiều. Và một thành viên cuối cùng đến từ bộ phận nhân sự. Hello Lan. Hello mọi người ha. Chắc để mình giới thiệu qua một xíu thì mình tên là Lan. Mình thuộc team nhân sự tuyển dụng của Class X. Thì đó giờ thì mình thường là chịu trách nhiệm trong việc tuyển các bạn 3D training, những cái bạn mà mới ra trường hoặc là vừa hoàn thành những cái khóa mà 3D training giống như ở bên Nam Cường nè. Và cũng như là sau này khi mà các bạn vào trong công ty rồi đó, thì mình cũng có đảm nhiệm một xíu hỗ trợ về mặt training, hỗ trợ training cho các bạn khi mà các bạn trong cái quá trình làm việc ở công ty luôn. Xíu về em. Ok, cảm ơn em nhiều. Anh sẽ show một chút xíu về để cho các bạn xem qua cái clip này rồi anh em mình sẽ dễ trao đổi hơn. Các bạn chờ anh một tẹo. Mời mọi người. Thank you.
Ok, chắc là như vậy cũng đủ ha Lan ha. Dạ, dạ đúng rồi, à, em nghĩ là show cái bạn xe đó là ok, đủ ngầu rồi đó. Ok, ok, ok. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Các bạn thấy sao? Thực ra cá nhân anh làm cũng khá là nhiều. Trong game hay là trong phim anh làm cũng rất là nhiều nhé. Nhưng mà khi mà anh xem những cái sản phẩm như này, thực ra bản thân anh cũng cảm thấy thích. Bản thân anh vẫn còn cảm thấy là hào hứng với nó. Thì thực ra các bạn biết là ở trong một cái dự án game hay là một trong một cái dự án phim thì nó nhiều thứ. Mặc dù là nói hơn chục năm kinh nghiệm nhưng mình không thể làm hết. Nó có nhiều thứ. Mình thường thì sẽ có cái thế mạnh của mình, có thế mạnh của mình. Và các bạn biết được là vehicle á, ở đây á, nếu lúc trước á, chúng ta đã từng có một cái số để chia sẻ về những cái hướng đi để các bạn có thể cân nhắc lựa chọn. Anh lấy ví dụ như là về hack space, về character, về environment.
Thì ở những cái số đó chúng ta lại không có đề cập tới vehicle. Tại thực ra là vehicle nó là một, theo như anh á, thì nó là một phần ở trong hack space. Tức là nó rất là rộng. Rất là rộng các bạn, rất là rộng. Nói như vậy để các bạn thấy được là mặc dù ở đây nó có thể coi là một cái hướng đi, nhưng mà artist mình cũng có nhiều cái cơ hội để mình có thể lựa chọn, nhiều cơ hội. Và ngay cả bản thân vehicle, tức là về phương tiện, thì nó cũng có nhiều thứ ở trong đó, đúng không ạ? Có nhiều thứ ở trong đó. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đề cập chính tới cái hướng là về xe, chủ yếu là khách mời của chúng ta sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm về xe, những cái dự án. Và như các bạn xem qua, các bạn thấy không, những cái dự án như là Proza chẳng hạn, hoặc những cái dự án rất là lớn, và có thể coi là nếu mà nói về những cái dự án làm xe thì ở đây Class Z chắc là cũng hàng đầu rồi đấy, hàng đầu đó. Thì đã anh sâu qua cái này để những bạn nào mà các em chưa có coi qua về những cái series trước á, bạn xem cho anh chút xíu. Đây, chúng ta đã từng đề cập tới, nếu những bạn nào mà các em có cái nhu cầu xem lại thì chúng ta có thể coi qua cái số lần trước, nói về những cái hướng đi, nói về sự lựa chọn. Còn hôm nay thì chúng ta chủ yếu tập trung vào cái hướng vehicle. Thế thì có một cái câu hỏi đặt ra ở đây á, là vehicle cụ thể nó khái niệm của nó như thế nào, và có thể chia ra vehicle có những cái dạng nào, loại nào. Thì chắc là cái câu hỏi này anh sẽ nhờ Ái hỗ trợ anh ở câu hỏi này ha. Dạ. Nếu mà nói về vehicle á, thì đầu tiên mình phải biết là vehicle là gì. Thì vehicle có nghĩa là những cái phương tiện di chuyển được, sử dụng để vận chuyển người hoặc là chở hàng hay là gì đó. Thì cụ thể vehicle có thể là mình ám chỉ tới ô tô, xe máy, rồi tàu hỏa, máy bay, tàu thủy, các loại phương tiện gì đó vân vân, cũng có thể là phi thuyền hay là gì đó. Thì trong tiếng Việt cái từ này á, nó có nghĩa là phương tiện hoặc là xe cộ. Thì mình nói đến 3D vehicle artist thì có nghĩa là cái người artist này sẽ dùng những cái phần mềm trên máy tính, những cái phần mềm để mô phỏng và tạo ra những cái phương tiện xe cộ đó trong môi trường 3D trên máy tính. Thì các loại mà 3D vehicle mình có thể kể đến đó, thì nó sẽ bao gồm, em nghĩ là bao gồm 3 loại chính, là một cái 3D vehicle bình thường, gọi là bình thường thì là lúc này mình làm những cái loại phương tiện bình thường, giống như là những cái xe đua, những cái xe nó có thật, ví dụ như mấy chiếc siêu xe nè, mấy cái xe buýt, xe tải, máy bay gì đó. Thì lúc này mình làm mình sẽ cần phải làm từ ngoại thất, rồi nội thất, rồi bên trong nội thất, rồi ghế này kia đó, yêu cầu những cái độ chính xác cao từ nhà sản xuất và từ khách hàng. Cái loại tiếp theo á, thì các bạn có thể sẽ gặp nhiều hơn, đó là cái hack surface vehicle. Thì các bạn artist làm cái phần hack surface vehicle này á, thì tập trung vào việc là tạo ra những cái phương tiện, những cái xe cộ mà gọi là hack surface vehicle. Thì nó bao gồm cũng là tàu thuyền, máy bay này kia, nhưng mà những cái liên quan tới hack surface á, thì mình biết là hack surface thì thường làm những cái hầm hố, giống như là xe tăng, súng gì đó. Thì những cái xe này nó cũng sẽ có những cái thiên hướng là nó hầm hố góc cạnh. Các bạn có thể thấy trong cái video nãy có những cái xe nhìn nó độ chế, rồi nó có súng, có này có kia, phi thuyền, máy bay gì đó. Thì lúc này cái công việc ngoài cái yêu cầu chính xác cao thì cũng cần phải có tỉ mỉ về cái chi tiết, rồi kết cấu, tại vì những cái hình khối của nó rất là phức tạp. Và cái loại cuối cùng mà em nghĩ là các bạn cũng thường sẽ thấy khi mà mình chơi game hoặc là coi phim, đó là cái environment vehicle. Lúc này là mình tạo ra những cái prop, giống như là khi mình chơi game á, mình thấy những cái phương tiện mà bị cháy nổ nè,
hay là những cái xe đậu bên đường để trang trí thì được thiết kế đặc biệt để dành cho cái việc là môi trường. Rồi những cái này cũng có thể là mình tác động vật lý tới được, cũng như tương tác được. Và còn một cái nữa là concept vehicle, modeling. Đó là những cái loại vehicle mà có thể là mình kể đến. Và còn nhiều loại nữa. Thì tùy vào tính chất công việc mà nó sẽ có nhiều cái tên gọi khác nhau. Ví dụ như còn những cái loại khác nữa, ví dụ như công việc mình khách hàng yêu cầu mình làm những cái xe có trong lịch sử, những cái xe cổ này kia đó, thì lúc này mình có thể gọi cái ngành này là một artist làm những cái xe cổ, hoặc là một artist làm những cái xe có dạng nó sao ta, khoa học viễn tưởng. Thì lúc này nó cũng là một cái loại khác. Và ví dụ trong cái đoạn clip nãy á, chúng ta cũng thấy là nó có những cái loại xe phương tiện mà công nghiệp á, để giống như là cái xe gặt lúa lúc nãy nè, thì nó cũng gọi là cái phương tiện thiết kế công nghiệp. Thì lúc đó cái yêu cầu artist ở cái lĩnh vực này á, thì cần phải có nhiều kiến thức hơn nữa về kỹ thuật nè, rồi kết cấu của những cái chi tiết ở bên trong cái xe thật á, để mình biết mình làm nó thật là chính xác, để lúc mà mình diễn hoạt nó thể hiện được độ chính xác cao. Đó là những cái loại những cái phân nhánh của 3D vehicle. Ok, cảm ơn em. Tính ra là cũng khá nhiều. Tính ra nếu như mà ở cái giai đoạn mà anh mới làm ạc á, thì anh cũng không có quá care tới, cũng không quá bận tâm á. Tức là khi mà mình ngồi vào trong dự án rồi thì mình mới biết được là họ có thể phân loại ra được nhiều cái hướng. Còn ban đầu mình chỉ nghĩ đơn giản là vehicle là phương tiện. Rồi anh cho tôi cái concept nào hay là cái dự án nào làm về phương tiện gì thì mình cứ làm thôi. Nên thực ra ở đây sau như theo Ái chia sẻ thì chúng ta thấy được là nó có thể chia ra nhiều cái nhóm, nhiều cái hướng khác nhau, đúng không? Cảm ơn em rất nhiều. Thế còn về quy trình thì sao? Quy trình để mà tạo ra một cái vehicle cơ bản nó sẽ diễn ra như thế nào ta? Theo như Thanh. À dạ, theo em á thì nếu mà quy trình để mà tạo ra một cái sản phẩm vehicle á thì nó có rất là nhiều, kiểu như là mỗi cái giống như nãy nói là rất là nhiều hạt surface hay là environment gì đó, thì mỗi cái quy trình nó sẽ là khác nhau. Nhưng mà theo em thì cơ bản á, thì em đang nói cơ bản tới một cái gọi là mình làm một cái xe từ xe thật á, một cái xe thật mà không phải là concept hay là environment gì đó, thì em nghĩ quy trình nó cũng sẽ xem mà thay đổi một số bước thôi. Nhưng mà em nghĩ là quy trình chỉ có vài bước đơn giản, là kiểu như bước đầu tiên thì mình có phải tìm xác định được cái phần mềm mà mình cần phải làm ha, kiểu như là 3D, 3D Max hay là Maya hay là Blender vân vân, thì các bạn rành phần mềm nào các bạn làm phần mềm đó thôi, kiểu như không có bắt buộc là phần mềm nào hết. Thì cái đó phần mềm nào bắt buộc thì chỉ là khi mà mình đi làm rồi á thì cái yêu cầu dự án nó sẽ khác nhau. Thì lúc đó, nhưng mà bây giờ em thấy là kiểu như mọi người có thể là làm Blender mọi người xuất qua bên Maya, hay là Max xuất qua Maya đều được, nó qua lại được hết á. Thì cái bước đầu tiên là mình phải xác định được là mình phải tìm phần mềm 3D phù hợp ha. Dạ, còn bước tiếp theo á thì là mình phải research và tìm hình ảnh. Khi mình làm xe thật á thì quan trọng nhất là cái hình ảnh, là kiểu như là mình phải đi tìm hình ảnh nào mà cho nó nhiều nhất có thể và chi tiết nhất có thể. Nhưng mà cũng nhiều khi mới tìm đúng cái hình ảnh mà đúng của cái xe đó nha, chứ không phải là xe mà kiểu như tất nhiên là không thể nào mà làm mấy cái xe chụp mà của người bán, người ta độ chế rồi thứ các thứ rồi thì mình làm thì có thể được. Nhưng mà tự nhiên mình nếu mà mình làm muốn làm cho xe thật á thì nghĩa là tìm hình ảnh từ những cái nguồn, những cái trang web của hãng, hay là mà em thấy bây giờ rất là dễ tìm kiếm á, mình lên Google, mình lên YouTube gì nọ mình xem thì rất là nhiều. Đó. Rồi bước tiếp theo á thì bắt đầu là mình bước vô giai đoạn là modeling, kiểu như là mình giờ phải sử dụng những hình ảnh đó, rồi mình tham chiếu mình sử dụng và mình đưa ra, mình làm, bắt đầu bắt bước tay vô làm.
Và như vậy em thấy mà quan trọng nhất đó nữa là mình phải tìm hiểu về con xe đó trước. Ví dụ như mình muốn làm một xe đúng không anh, thì mình tìm hiểu xe đó kiểu như là kích thước, chiều dài hay là tất cả luôn, nói chung tất cả. Nhưng mà thường thì kích thước này nọ quan trọng nhất là mình muốn làm kích thước này kia nọ, muốn chuẩn á, muốn đẹp á thì phải làm kích đầy đủ trước. Rồi về mặt tổng thể á, thường thì mình sẽ là làm chi tiết đơn giản trước toàn bộ cái xe. Rồi tiếp theo thì về chi tiết á, thì thường á nó cũng tùy thuộc vào cái mức độ mà mình làm và mức độ của dự án mình làm nữa. Cho nên là thường á thì mình sẽ không bỏ chi tiết nào á, làm hết á. Hoặc là nhiều nhiều khi cái xe mà nếu mà xe mà làm ở cái diện mà môi trường hay này kia á, thì nó xa hoặc là nó không thấy á, thì nhiều chi tiết mình có thể bỏ được kiểu vậy. Rồi nhưng mà trong quá trình mình làm á thì xe mà trên xe nó rất là nhiều thứ, kiểu như là một con xe thì có nội ngoại thất, nội thất các thứ, thì cái hệ thống mình quan trọng nhất là mình phải có quản lý tốt về cái hệ thống thì mình mới làm việc tốt được. Kiểu như mày có group, có layer, có các thứ nọ để mình dễ quản lý, thì cái điều đó quan trọng. Và sau khi mà mình làm được tới cái bước đó rồi á, thì qua bước mình biết là qua bước kế tiếp á, là mình sẽ improve cái model mình lên, mình lên chi tiết, mình lên detail, rồi mình trau chuốt những cái góc cạnh cho nó đẹp đẽ. Dạ. Xong rồi bước tiếp theo nữa thì mình sẽ là làm UV, mình làm texture. Và có thể mình gắn thêm xương cho nó, thêm xương rồi mình để mình mở cửa, mở này kia nọ, nhìn cho nó sinh động hơn ha. Dạ, còn bước cuối cùng á thì em nghĩ là chỉ là render hoặc là mình đưa vào game thôi. Thì đó là những cái bước cơ bản để mà làm xe. Còn lúc mà mình vào mình làm dự án hoặc là mình làm cái tùy thuộc vào dự án nữa, thì mình sẽ có những cái quy trình nó khác nhau. Còn quy trình cơ bản thì chỉ có vòng vòng như đó. Ok, cảm ơn em có làm nhiều. Yeah. Nói chung là nó cũng sẽ còn phụ thuộc vào cái tính chất, cái yêu cầu của dự án. Chúng ta sẽ lựa chọn cái workflow, cái quy trình đi như thế nào cho nó phù hợp. Thực ra các bạn biết không, theo như anh Cường á, cái quy trình này nó có khi nó có thể đến từ khách hàng. Không? Có khi nó sẽ đến từ phía mình. Tức là đôi khi khách hàng họ sẽ đưa ra một cái barem như thế. Họ sẽ đưa ra một cái quy trình như thế, và những cái đơn vị gia công ở những cái dự án đó thì họ sẽ chạy theo. Nhưng cũng sẽ có những cái khách hàng thì họ quan tâm tới cái kết quả. Tức là anh sẽ làm cái quy trình nào thì tôi không biết, quan trọng là tôi cần cái kết quả này nó ok để tôi đưa vào engine, để tôi đưa vào game hay là tôi làm phim. Đôi khi khách hàng họ sẽ chỉ cần như thế. Thế thì anh mới nói đó là nó sẽ còn phụ thuộc vào cái dự án. Dự án thì nó cũng khá là đa dạng. Anh chia sẻ một chút xíu, tức là hồi xưa như bọn anh làm phim ấy, làm phim mấy cái dự án làm phim chiếu rạp á, thì hồi đó thì anh làm về tàu bay nhiều, thì khi mà anh tức là thông thường ở trong cái dự án đó thì khi mà artist mà nhận một cái file nào đấy ấy, thì nó sẽ có một cái file scan. Chúng ta các bạn hình dung nó là cái file 3D, và nhiệm vụ của artist ở trong dự án đó là sẽ, tức là cái file scan đó bạn, nó lưới nó rất là xấu, tất nhiên nó sẽ không có phù hợp để đưa vào, hoặc là đặc biệt là để tô vẽ làm texture cho nó thì nó không phù hợp. Cho nên cái người artist thì họ sẽ phải tổ chức lại lưới làm sao cho nó tốt, cho nó đẹp, rồi sau đó thì làm tiếp những cái bước giống như là anh Thanh mới đề cập, tức là sau khi xong cái model đó rồi thì làm UV, rồi làm texture, rồi look dev, render các kiểu. Thì ở trong cái dự án của bọn anh làm là như thế, tức là nó có file scan. Mà nó đã có cái file scan, tức là cái file 3D đấy rồi, thì artist lại có một cái rất là khỏe, đó là không quá bận tâm tới tương quan tỷ lệ kích thước, tại vì nó có sẵn rồi, họ đã có quy định về kích thước và tương quan tỷ lệ, ví dụ như là về phần thân, rồi phần cánh, phần đuôi nó như thế nào là đã có sẵn hết rồi. Thì đó là cái dự án mà thường hồi xưa bọn anh làm phim thì nó thường là như thế. Còn như là dự án của anh Thanh mới đề cập tới thì có một cái lưu ý mà anh cũng muốn nhắc nhở các bạn, đó là ở cái khâu research, cái khâu tìm kiếm hình ảnh tham khảo, tìm kiếm những cái thông tin liên quan tới, cụ thể ở đây là cái phương tiện, cái file mà chúng ta sẽ làm, tìm kiếm thật là kỹ, thật là đầy đủ thông tin, và tất nhiên là những cái thông tin đó nó cần phải gọi là sao, hợp lý
hợp pháp, để mà mình vô mình chỉ có bắt tay vô mình làm thôi, chứ còn bây giờ mình đã bắt tay vô mình làm rồi mà mình còn thiếu thông tin nọ thiếu thông tin kia rồi thì nó rất là lỏng cộng. Cho nên là ở cái khâu chuẩn bị các bạn chuẩn bị cho nó tốt. Và thực ra khi mà các bạn ở trong những cái studio, những cái môi trường làm việc chuyên nghiệp lớn thì cũng sẽ có người hỗ trợ các em điều đó, không phải là các bạn sẽ đi một mình, cái này cũng không an toàn. Em cũng muốn chia sẻ thêm là khi mà mình làm xe kiểu như là những cái xe mà nó sản xuất mà hàng loạt thì anh nghĩ là sản xuất hàng loạt thì sẽ có một cái mô hình để nó dựng, để mà nó in 3D, để mà nó xem xét, để nó đưa ra để cho mình để nó in, để nó gọi là sản xuất thì đều có một cái sản phẩm gọi là CAD. Dạ, rồi từ đó thì ví dụ như mình có thể là mình bên dự án hay là bên mình tìm được cái CAD đó, lâu lâu thấy trên mạng vẫn còn lâu lâu có những cái CAD mà nó đưa ra, không biết phải là CAD hay không hay là do các bạn mua đô rồi bạn đưa thành CAD, thì cái gì sử dụng những cái đó thì để mà build lên, để mà mua đô lên á, là cũng từ đó mà ra đó, kiểu vậy. Ok, cũng có nhiều nguồn cho mình tham khảo nữa ha. Dạ đúng rồi. Ok, cảm ơn em. Thế thì vừa rồi chúng ta nói về cái sự đa dạng của dự án, tức là giống như là Ái có nói là nó có cái sự đa dạng về cái hướng đi nữa chứ, tức là mặc dù cũng là vehicle artist nhưng mà nó có thể là có nhiều cái hướng khác nhau, giống như là Ái chia sẻ. Thế thì theo như Ái á, ở những cái hướng đi cơ bản thì nó cần đâu đó khoảng bao nhiêu nhân sự để dành cho một cái phương tiện, hay là một artist họ có thể làm được nguyên cả phương tiện đó, nguyên cả cái xe đó, thì theo như Ái thì sao ta? Hello, không biết có nghe được không? Thì nói về cái nhân sự để mà mình làm ra được một cái sản phẩm vehicle thì ở đây nó cũng sẽ tùy thuộc vào cái tính chất công việc ban đầu của mình. Ví dụ như mình làm những cái xe low poly, vài trăm poly thôi, thì có thể một bạn solo mình làm từ A tới Z, một ngày vài chiếc chẳng hạn, thì ok. Mà làm những cái dự án nó cao cấp hơn xíu, mình làm cho phim hoạt hình, làm cho những cái game nhẹ, thì có thể là mình cần một bạn làm bên ngoài, một bạn làm bên trong, là một bạn làm phần trước, một bạn làm phần sau thì cũng được. Nhưng mà ví dụ mình làm cái sản phẩm nó phức tạp hơn nữa thì ví dụ như là PVC nè, là những cái hãng xe lớn hoặc là những cái bộ phim bom tấn chất lượng cao thì mình sẽ cần một cái số người lên đến hàng chục người. Ví dụ một cái xe, mình cái xe thực tế bên ngoài mình biết thì nó sẽ bao gồm phần body, thân xe, rồi phần nội thất, phần động cơ, rồi bánh xe, rồi đèn xe, vân vân vân, rất là nhiều thứ trên một cái xe. Và nó tùy thuộc vào cái yêu cầu của công việc. Ví dụ như là có thể là mình chỉ xem xét xung quanh thôi, mình không có tác động tới cái xe, thì lúc này mình sẽ cái yêu cầu mình chỉ cần làm kỹ phần nhìn ở bên ngoài thôi. Nhưng mà ví dụ như một cái dự án nó yêu cầu mình người chơi có thể là chui được vào trong cái xe luôn, hoặc là mở được cái xe ra, thì lúc đó cái công việc của mình nó lại, cái số lượng công việc mình nó lại tăng lên nữa. Ví dụ cái thân xe nó bao gồm là các bạn biết cái xe thực tế bên ngoài nó sẽ có cái đầu xe nè, cái đuôi xe, rồi cái nóc xe, cái gầm xe đó. Rồi bên trong nội thất thì có táp lô, có đè, có ghế, có vô lăng, rồi có bảng điều khiển, có cần số, rồi động cơ thì lại có cái khoang chứa động cơ, rồi lại chứa thêm cái lọc dầu, chứa thêm cái phần làm mát, rồi cái két nước, rồi bánh xe thì mình có là mâm xe, vỏ xe, rồi căm xe, rồi đèn xe thì lại có rất là nhiều thứ trong đó. Thì đó, thì mình thấy là cái xe thật có cái gì á, thì lúc đó mình phải làm đầy đủ những cái chi tiết đó, rồi cái số lượng công việc nó khổng lồ như vậy đó. Và cái
cái QC, cái phần chất lượng mà được cần được đảm bảo nó cũng rất là lớn, thì lúc đó là mình cần một cái số lượng người làm những cái công việc lên đến hàng chục người, và những cái công việc đó sau khi hoàn thành thì cũng cần rất là nhiều người để QC, rồi qua rất là nhiều khâu thì mới ra được một cái sản phẩm. Mình thấy con số này nó sẽ không có cụ thể mà tùy thuộc vào cái chất lượng và cái yêu cầu của từng sản phẩm, từng dự án và cái mục đích ban đầu và cái yêu cầu như thế nào, thì cái số lượng công việc nó tăng dần thì cái nhân sự nó sẽ tăng dần, thì từ một người cho tới hàng chục người. Ok, cảm ơn em. Khủng ha, khủng. Tức là nói nôm na đó là nó sẽ phụ thuộc vào cái thứ nhất là cái nhu cầu về phần hiển thị của cái xe đó, của cái phương tiện đó ở trong cái dự án đó. Tức là nó sẽ có những cái xe, có những cái phương tiện mà có thể nó chỉ nhìn thấy phía bên ngoài thôi. Còn như anh Ái, anh có đề cập tới, thì các bạn biết là đôi khi họ nhìn thấy ở bên trong, thậm chí là nhìn thấy cả linh kiện, cả máy móc nữa. Thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải làm, và một người artist để có thể làm được full cái xe đó thì có vẻ như cũng khó. Đặc biệt anh nghĩ đôi khi nó còn có cái áp lực về mặt thời gian nữa. Tức là cho dù cái người artist đó họ có cái kỹ năng cao siêu, họ có thể adapt, họ có thể làm được nhiều phần như thế đi chăng nữa, nhưng mà thực ra đôi khi họ còn bị giới hạn bởi thời gian của dự án. Đúng không? Đúng không Ái? Đúng không? Dạ, dạ đúng. Thì bất mình đi làm mà thì bất cứ cái công việc nào được giao ra thì nó đều cũng phải có một cái đích đến, và nó có một cái mốc thời gian cụ thể. Thì mình đi làm thì mình phải đảm bảo được đầu tiên là thời gian, và tiếp theo là chất lượng kèm theo, chứ không phải là ok tôi làm lướt tới lúc đó có là được, thì nó không phải lúc nào cũng sẽ có một cái thời gian nó áp lực mình, để mình lúc nào cũng phải mình làm tốt và nhanh. Nó anh nghĩ nó cũng là một cái để giúp chúng ta tiến bộ mỗi ngày, đó là mình phải trân trọng cái deadline. Và có một cái từ hồi nãy Ái có đề cập tới mà anh nghĩ là những bạn mới có thể các em nghe chưa có được chưa hiểu rõ lắm, đó là QC. QC thì theo như anh Cường hiểu thì có thể hiểu theo hai ý, một là quality check hoặc là quality control, tức là chúng ta phải kiểm soát được cái chất lượng của cái dự án, là theo cách hiểu của anh. Thì thực ra ở trong những cái dự án mà anh làm thì cái phần QC đó nó rất, những cái dự án như đặc biệt là đối với phim chiếu rạp các bạn thì nó kỹ vô cùng. Nó rất là chặt và có thể được kiểm tra, được check bởi nhiều khâu, chứ không phải là chỉ có mỗi artist của mình không. Không. Thì ở trong những cái dự án mà anh làm á, thì thực ra hồi đó chủ yếu anh làm nó liên quan tới tàu bay á. Và cũng có trường hợp là một mình làm, nhưng cũng có những cái trường hợp mà sẽ có nhiều người tham gia cùng nhau làm. Anh lấy ví dụ như là mấy cái con nó gọi là mother ship á, tức là con tàu mẹ. Nó sẽ rất là lớn, cực kỳ lớn. Và đôi khi khách hàng họ sẽ thống nhất với mình là cái con tàu này phải xong đâu đó trong vòng khoảng 1 tháng chẳng hạn. Thực ra 1 tháng các bạn nghĩ nó là nhiều, nhưng mà nó trôi qua ra qua cũng nhanh lắm. Và một con model ship thì nó lớn, nó vô cùng lớn, vô cùng lớn. Cho nên là đôi khi sẽ có nhiều người cùng tham gia vào làm một con tàu đó để cho nó kịp cái tiến độ, để cho kịp cái tiến độ. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Thế thì đối với lại những cái dự án đặc biệt là về xe ở trong ClassX á, thì theo anh Cường thấy á, toàn là những cái dự án chất lượng. Ví dụ như hồi nãy anh nói về Proza hay là Need for Speed chẳng hạn, thì toàn là những cái dự án lớn, tức là cái yêu cầu về mặt chất lượng của nó rất là cao. Thế thì một người artist, tức là giống như Ái chia sẻ, thì một xe có thể là nhiều bạn làm. Thế thì có cái cơ hội để mà một người artist có thể làm nhiều vai trò không? Trong một cái xe, hoặc là nhiều bộ phận ở trong một cái xe không? Tức là nếu mà những cái dự án bình thường thì có thể, nhưng mà anh nghĩ ở đối với lại những cái dự án lớn như vậy thì sao? Theo như anh Thanh thì sao? Dạ, thì đối với câu hỏi của anh Cường á, thì trong công ty em, hoặc là em nghĩ là bất cứ ở đâu á, thì mọi người đều sẽ được kiểu như là sẽ được tham gia làm rất là nhiều bộ phận. Kiểu như không ai mà muốn mình làm chết một cái gì đó, kiểu như là nó sẽ thiếu đi sự linh hoạt á.
kiểu như là người ta sẽ muốn mình là làm trau dồi hơn, kiểu như là làm tất cả, được được tất cả, thì người ta đến đích đến cuối cùng thì muốn mình làm được tất cả những thứ trên xe luôn, thường sẽ là như vậy. Kiểu như là thì lúc đầu có thể là kiểu như mình sẽ không có mình sẽ không làm tốt một cái gì đó khó, ví dụ như em nghĩ là cái bề ngoài, ví dụ như em ví dụ như là làm cái thân xe ở ngoài á thì rất là quan trọng. Kiểu như mình mới á thì mình sẽ ít khi nào mình được làm những cái bộ phận đó, tại vì nó khó, nó vừa khó mà vừa kiểu yêu cầu về mặt kỹ thuật với lại yêu cầu về mặt kinh nghiệm nó cao nữa. Ít khi nào mình sẽ được làm liền, thì nhưng mà mình sẽ được làm từ 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 những cái mà mình giỏi nhất. Thì cũng có thể là các bạn giỏi làm từ ngoài giỏi thì các bạn vẫn làm được bình thường thôi, em không là em đang nói chung không có cụ thể, kiểu như là chung chung thôi. Nhưng mà thì họa sĩ thì sẽ là làm được rất là nhiều bộ phận, kiểu như là sẽ trên xe kiểu như vậy. Kiểu như vậy, có thể lúc đầu mình làm thì mình không quen, nhưng mà mình làm nhiều, mình làm lâu thì mình sẽ quen, mình thuần thục, mình kiên nhẫn mình làm, thì em nghĩ là trên xe tất cả mình đều làm được hết. Dạ. Cảm ơn em. Tại vì cái câu hỏi này tại sao anh lại phải confirm lại, phải xác nhận lại với các bạn, thì anh cũng nhận được những cái câu hỏi như thế đến từ các bạn học viên. Để các bạn biết là Class Z là một trong những studio mà anh rất là recommend mọi người khi mà các bạn học, các bạn sẽ apply vào Class Z. Nhưng mà anh cũng thường nghe những cái câu hỏi như thế. Tại đâu đó các bạn cũng nghe là các bạn sợ là ngày này qua tháng nọ thì các bạn sẽ bị bó buộc vào một thứ thôi, và một cái thôi, thì các bạn sợ bị chán và có thể cái cơ hội phát triển của các bạn nó có thể đó là cái rào cản để làm cho các bạn phát triển về mặt kỹ năng chẳng hạn. Cho nên là các bạn hay đặt với anh lắm, cho nên là may mắn là hôm nay có các bạn tham gia, và anh cũng mong muốn các bạn xác nhận dùng cái đấy là chúng ta khi mà chúng ta vào làm vocal artist thì chúng ta có cái cơ hội để có thể trải nghiệm ở những cái phần, những cái bộ phận khác nhau, chứ không phải là ngày này qua tháng nọ chỉ làm một cái không. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Dạ đúng. Ok, thế quay trở lại một chút. Sao em? Dạ, thì em cũng có muốn bổ sung thêm là thật ra thì bất cứ công ty nào thì dù nó như thế nào thì em nghĩ là ngay cả cái bản thân mình á, thì dù công ty có tạo điều kiện hay không thì bản thân mình khi mà mình làm cái gì đó một thời gian rồi, mình cũng sẽ muốn làm thêm một cái khác nữa để mình mở rộng cái kỹ năng của mình á. Nên là cái này thực ra là nếu mà mình chủ động, em nghĩ là nếu mình chủ động thì mình hoàn thành, đầu tiên là mình phải quản lý được cái chất lượng của mình, sản phẩm của mình, và sau đó là quản lý được cái chất lượng của cái người khách hàng được ra, rồi thì lúc đó mình có thể là chủ động để mình tham gia vào những cái khâu khác trong cái công việc của mình, chứ không nhất thiết là mình bị động, mình chờ đợi cái cơ hội đến từ công ty hay là quản lý. Em nghĩ là mình chỉ cần mình open của mình trước đi đã, là mọi người sẽ hiểu được cái mình muốn. Đó cũng là một cái để giúp mình phát triển trong công việc. Cảm ơn em. Có một từ anh rất là thích, đó là từ chủ động. Chủ động. Đấy là các bạn biết là cái anh nghĩ nó là một trong những cái điều kiện cần của artist luôn. Không chỉ riêng là cái hướng vocal đâu, những cái hướng đi khác cũng vậy thôi. Tức là mình làm thì mình cũng phải có cái sự chủ động. Và cái điều quan trọng ở đây anh cũng muốn nhắc lại, đó là tức là các bạn phải đảm bảo là các bạn đã mang được giá trị, các bạn đảm bảo là những cái công việc mà các bạn được giao các bạn phải làm tốt kia đã. Thế là chúng ta chưa có làm tốt nha, chưa có làm tốt mà chúng ta cứ đòi làm cái nọ làm cái kia, thì các bạn thử nghĩ họ đứng ở phía công ty liệu rằng có dám tin tưởng để có thể giao cho các bạn hay không, đúng không? Tức là chúng ta phải mang lại giá trị cái đã, chúng ta phải đảm bảo là những cái công việc chúng ta được giao nó tốt cái đã, rồi trong cái quá trình mà các bạn làm thì nó cần thiết phải có cái sự chủ động, phải không, cho công ty thấy cái sự cầu tiến đó. Tất nhiên nếu mà ở phía công ty á, ngay cả như các bạn biết là anh cũng thành lập công ty, và nếu mà đứng ở kiêng vị của anh thì nếu như anh nhìn xuống và ok, bạn thích làm cái nọ, bạn thích làm cái kia và bạn đều làm tốt cái công việc đó thì anh rất hưởng ứng chứ. Tức là các bạn
đang làm tốt công việc và các bạn hoàn toàn có thể adapt, có thể đáp ứng được nhiều cái đầu việc khác nhau thì như vậy tốt chứ nhỉ. À, thì anh nghĩ là công ty họ cũng sẽ ủng hộ thôi, cũng sẽ hỗ trợ thôi. Tất nhiên nó sẽ còn phụ thuộc vào dự án, phụ thuộc vào thời điểm. À, cái thời điểm này dự án nó như thế nào, nhân sự của chúng ta có trong tay là gì, đúng không? Đứng ở phía ban quản lý họ còn phải có một cái trách nhiệm, đó là sắp xếp nhân sự như thế nào cho nó phù hợp nữa. À, đôi khi chúng ta chỉ có nhìn ở cái góc nhìn của mình thôi thì nó chưa đủ các em, nó chưa đủ. À, ok, cảm ơn em. Quay trở lại cái câu chuyện là hồi nãy chúng ta cũng đã từng có đề cập, do là cái vai trò của nó anh nghĩ nó là khá lớn, người ta anh cũng muốn tham khảo lại Ái và Thanh về cái câu chuyện là tìm ý tưởng hay là tìm cái chất liệu, tìm những cái hình ảnh tham khảo. Thì các bạn có thể chia sẻ cái tip, cái kinh nghiệm hoặc là những cái điều mà chúng ta nên tránh khi mà chúng ta tìm kiếm hình ảnh tham khảo hay là không, tìm kiếm những cái thông tin cho dự án hay là không. Mời Ái đi, mời Ái. Những cái tip mà mình khi mà mình cần tìm những cái tài liệu hay là những cái thông tin cần thiết khi mà mình sắp làm một cái gì đó đó, thì nếu đó là một cái sản phẩm thực tế, thì đầu tiên cái quan trọng nhất mà mọi người cần nhớ đó là cái keyword. Mình phải tìm đúng cái keyword hả? Đó là cái quan trọng nhất để mình tiếp cận được cái lượng thông tin ở trên mạng. Và nếu mà cái keyword mình đã đúng rồi thì lúc này mình cần tìm đến những cái nguồn uy tín, những cái website ví dụ như là của hãng chẳng hạn, hay là của đối tác của hãng, những cái nguồn nó uy tín để mình lấy được những cái thông số, những cái hình ảnh nó chất lượng cao và nó có nhiều thông tin cho mình. Rồi những cái hình ảnh mình tìm á, ví dụ mình làm cái xe thật, thì những cái hình ảnh đó là nên là những cái hình ảnh thực tế. Những cái hình ảnh render hay là ảnh concept á, thường nó sẽ có cái sự sai lệch là về phối cảnh rồi về tỷ lệ này kia. Thì khi đó mình research cái sản phẩm của mình á, có nghĩa là mình nghiên cứu về cái sản phẩm của mình để mình không có chăm vào một cái phiên bản cụ thể. Ví dụ khách hàng yêu cầu mình làm một cái xe màu xanh, thì lúc nào mình cũng chăm mình tìm hình cái xe màu xanh hết, thì lúc đó mình sẽ bị động. Thì lúc này á, mình nên nhìn rộng ra, thì mình tìm những cái xe nó tương tự như vậy, ví dụ nó khác màu, là những cái phiên bản nào đó khác nhưng mà cũng có những cái chi tiết nó giống cái xe mình đang làm, hay là bất cứ một cái gì đó mình đang làm, để mình có được nhiều thông tin nhất có thể. Thì lúc đó sau khi mình tìm được càng nhiều thông tin thì cái quá trình làm việc của mình nó sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ là khi mình làm cái xe thương hiệu nổi tiếng thì mình tìm những cái hình nó có sẵn, nó official, nó dễ dàng. Nhưng mà ví dụ mình làm những cái xe cổ nè, hay là những cái xe lâu đời rồi, nó không có bán nữa, thì lúc này á có thể mình trên hãng không có, thì lúc này mình có thể tìm ở những cái trang web ví dụ như là trao đổi xe cộ, những cái diễn đàn hay là những cái trang web buôn bán xe, thì lúc đó nó cũng có một cái lượng hình ảnh đáng kể để mình sử dụng. Còn anh Cường nói về ví dụ đi tìm những cái idea và những cái tip cần tránh, thì em nghĩ cái tip đầu tiên cần tránh đó chính là không sao chép ý tưởng của người khác. Em thấy cái đó là cái quan trọng nhất. Rồi không có lấy những cái đồ có sẵn trên mạng về rồi cái mình đổi tên hay là gì đó, thì nó không tốt cho mình. Có thể là nó ra một cái sản phẩm nhưng mà cái sản phẩm đó không phải là của mình. Và mình nên tập trung vào luyện tập cái khả năng research, cái khả năng nghiên cứu của mình, để mình trau dồi thêm những cái kiến thức về cái thứ mình đang làm. Ví dụ những cái kỹ thuật, những cái kết cấu, những cái thành phần cấu tạo nên cái sản phẩm đó. Ví dụ mình làm về máy bay, làm về tên lửa, mình muốn có ý tưởng concept về tàu vũ trụ,
thì mình nên nghiên cứu về những cái cơ khí như thế, những cái khoa học như thế, rồi kết hợp thêm cái trí tưởng tượng nữa, thì cái concept của mình nó sẽ đầu tiên là nó sẽ đẹp và nó đúng tỷ lệ và nó đúng kết cấu, thì lúc đó nó mới là một cái chân thực. Và nó em nghĩ cái đó nó cũng tốt cho mình về ví dụ những cái công việc khác. Em cũng có chia sẻ một chút là về một cái tiếp cận tránh mà khi mà mình tìm rep á, khi mà mình làm một cái dự án mà anh nghĩ là những cái xe mà xe đời thật á, anh nghĩ là nó xuất hiện trong một cái game hay xuất hiện trong phim á, thì phải đều có sự tôn trọng bản quyền đó anh. Kiểu như lúc đó mình là lúc mình làm á thì mình phải chú ý là mình không có kiểu như không có thêm thắt tùy ý vào cái xe của người ta, kiểu như là mình phải đềm đúng cái chi tiết đó và mình làm, mình không có làm khác đi á, kiểu như là tôn trọng bản quyền. Muốn xuất hiện cái xe đó mà trên được một cái game hoặc là một cái phim gì đó thì đều mình phải xin bản quyền từ một cái nhà sản xuất bên đó, thì cái gì quan trọng nhất là mình phải tôn trọng bản quyền khi mà mình làm việc. Dạ yeah. Đó là mình chia sẻ của em. Cảm ơn em. Bản quyền hay là thêm một từ nữa là bảo mật. Tức là các bạn ở đây á, đôi khi chúng ta còn mới, chúng ta còn đang ở cái giai đoạn là học hành chẳng hạn đi, thì chúng ta cũng hơi dễ dãi. Nhiều khi chúng ta research hình ảnh rồi chúng ta chỉ suy nghĩ đơn giản là mình mượn cái hình ảnh đó để mà mình luyện tập tay nghề, luyện tập công cụ thôi. Mình cũng không có cái ý định là sẽ mang cái sản phẩm đó mang ra để mà bán, để mà làm kinh tế. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ đơn giản như vậy. Thực ra các em cũng có cái lý do của mình, cũng có cái lý do của mình. Nhưng mà ở vào trong dự án thì cái yếu tố bảo mật, cái yếu tố về bản quyền thì nó cực kỳ quan trọng. Ở trong nhiều studio các bạn biết không, nãy giờ chúng ta đang nói về chúng ta cái việc là chúng ta sẽ research, chúng ta sẽ tìm kiếm hình ảnh, tìm kiếm thông tin. Nhưng mà có nhiều cái dự án chúng ta không được phép làm điều đó. Tức là sẽ, hoặc là chúng ta sẽ làm nhưng mà sẽ được kiểm duyệt. Sẽ được kiểm duyệt. Có nhiều công ty thậm chí anh hay dắt các bạn học viên đi studio tour. Có nhiều công ty thì họ cắt hết internet. Tức là artist làm ở trong công ty là sẽ không có mạng, không có. Để tránh những cái tình trạng có thể xảy ra, đặc biệt là về vấn đề bảo mật. Vấn đề bảo mật. Thường ở trong những công ty đó thì họ chỉ có đâu đó một vài máy để phục vụ cho cái công tác là tìm kiếm hình ảnh tham khảo thôi. Và khi mà cần thiết bạn phải được cấp phép, bạn phải được cấp quyền thì bạn mới được ngồi đấy và tìm kiếm hình ảnh tham khảo. Còn thông thường thì những cái hình ảnh tham khảo nó có thể đến từ khách hàng. Khách hàng họ sẽ cung cấp cho mình. Sau đó qua một số qua một bộ phận ví dụ như là producer chẳng hạn, tức là cái người mà làm việc trực tiếp với khách hàng ấy, thì sau đó thì họ sẽ làm việc với mình để xem thử xem là những cái thông tin mà khách hàng họ cung cấp như vậy ấy, thì nó đã đủ để cho các bạn làm hay chưa. Nếu mà chưa thì để tôi sẽ trao đổi với khách hàng để bổ sung thêm hình ảnh, thêm thông tin để cho các bạn. Còn nếu cần thì khi mà chúng ta research xuống thì phải được kiểm duyệt bởi khách hàng chẳng hạn, hoặc là kiểm duyệt bởi AD, Art Director, cái người giám đốc nghệ thuật ấy, duyệt, hoặc là ít nhất là leader họ duyệt một cái thì mình mới được làm, để tránh cái tình trạng là như chúng ta đề cập nãy giờ là liên quan tới bản quyền. Cái này nó quan trọng lắm, anh nhắc lại để các bạn thấy được là cái tầm quan trọng của nó. Khi mà các bạn sau này các bạn vô là công ty thì các bạn không có vi phạm. Cái này nó sẽ là một cái lỗi rất là lớn và nó có thể ảnh hưởng đến cái chữ tín, cái uy tín của công ty. Này là quan trọng. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều về cái giải đáp vừa rồi dành cho những cái tip tham khảo khi mà mình research, đặc biệt là đối với lại những cái điều cần tránh. Còn nói về anh bổ sung thêm một chút xíu nữa là về cái phần nền tảng. Tức là vừa rồi anh có đề cập tới keyword, tức là những cái từ khóa. Cái từ khóa là quan trọng, nhưng mà thường những người mới thì họ lại không có nhiều từ khóa. Thì anh bổ sung thêm một chút xíu nữa là bây giờ mình không có từ khóa, mình không có rõ về những cái từ chuyên môn về tiếng Anh chẳng hạn, thì mình search tiếng Việt. Mình có thể search tiếng Việt. Hoặc là nó có những cái nền tảng, nó cũng có cái hay ho là ở chỗ là đôi khi chúng ta tìm thấy cái hình ảnh nào đấy, chúng ta click vô, chúng ta chọn vô thì nó sẽ sinh ra những cái hình ảnh tương tự. Nó có thể giúp chúng ta dần dần dẫn lối tới những cái hình ảnh mà chúng ta cần. Anh bổ sung thêm một chút xíu như thế.
Rồi, có một câu hỏi này anh nghĩ sẽ dành cho Thanh, đó là thật ra thì nói về Hack Space nói chung á, và ở đây chúng ta nói về cái hướng đi là vehicle nói riêng, thì nếu như là anh hồi xưa nha, thì anh nghĩ cái hướng đi này nó khô khan đúng không? Không biết là các bạn mới ở đây các bạn thấy nó là sao. Nhiều khi các bạn rất là thích đi theo hướng là character, tức là làm về nhân vật, tại vì các bạn nghĩ nó là khô khan đúng không? Hack Space hay là vehicle toàn là những cái gì đó nó bề mặt cứng, toàn là những gì đó mình có thể là dựa theo những cái khuôn mẫu mình làm thì nó sẽ khô khan. Nhưng mà khi mà anh làm ở công ty cũ á, thì dần dần anh mới nhận ra được là khi mà mình ngồi ra trong dự án thì nó cũng sẽ có những cái hay ho, có những cái thú vị riêng của nó. Thế thì theo như Thanh á, thì tức là cái hướng đi này thì nó sẽ phù hợp cho những ai, và đối với cá nhân em thì cho tới giai đoạn này là 7-8 năm trời thì em có còn cảm thấy là nó thú vị hay là không? Hay là vì cơm áo gạo tiền thôi? Dạ, theo em á thì cái 3D vehicle này á, thì em nghĩ là sẽ nó cũng là phù hợp với tất cả các bạn học ngành 3D mà có, em nghĩ là 3D bằng thành tất cả hội 3D, nhưng mà kiểu như cũng có thể là phù hợp tất cả luôn á. Em nghĩ là khô khan đâu, thì lúc đầu em cũng như anh vậy đó, em nghĩ nó cũng khô khan lắm, nghĩ vô là chắc mình không có, mình làm riết mà mình làm theo cái mẫu như vậy hoài mình kiểu như mình bị ù lì, mình không có được sáng tạo cái thứ á. Nhưng mà không, lúc mà em làm á, em cảm thấy kiểu như là mình làm cái đó làm, nhưng mà mình là nhiều khi mình làm không ra đó anh, mình làm hoài mà nó không ra được như trong hình rep hay là như trong cái yêu cầu á, thì mình cảm thấy mình muốn tìm tòi, mình muốn làm hoài cho nó ra vậy đó. Nó cũng có cái khó riêng, kiểu như cũng đòi hỏi mình phải là đi học tập tìm hiểu, chứ không phải là đơn giản là mình cứ làm theo đúng như vậy là mình làm được. Kiểu như em thấy cũng rất là khó khăn á. Nhưng mà thì em nghĩ nếu mà các bạn mà có đam mê, nếu mà đúng hơn, nếu các bạn có đam mê về kiện dạng như cơ khí hoặc là học mấy cái gọi là khoa học kỹ thuật á, thì mấy bạn nó sẽ đam mê chắc là có thể là mãnh liệt hơn là như là em. Thì giống như là em cũng có một cái một bạn á, trong em đã từng làm chung á, thì các bạn nó cũng kiểu là học về kỹ sư cơ khí này kia á, thì mà em thú thật là em phải nhiều khi em phải học hỏi từ bạn đó luôn á. Tức là có những cái mà mình không thể nào mình biết được cái nguyên lý của cái xe nó như nào á, là nhiều khi em phải nhờ bạn để mà hỗ trợ em, hỗ trợ qua lại với nhau vậy đó. Cho nên là em nghĩ là mấy bạn cơ khí, là mấy bạn học cái ngành đó sẽ là thế mạnh hơn. Nhưng mà em nghĩ là thế mạnh thôi, nhưng mà là lợi thế, đúng rồi, lợi thế, chứ không hẳn là mình phải học cái đó thì mình phải làm cái đó. Dạ, kiểu như, dạ em thấy là làm 7-8 năm nay hả, thì đôi khi thôi, lâu khi em cảm thấy nấy thôi, nhưng cảm thấy nó hơi nhàm chán thôi. Nhưng mà kiểu như là mình không thể nào mình làm một cái hoài, thì giống như nãy nói cái chia sẻ trước á, thì mình tham gia làm cái khác, hoặc là mình tham gia một cái dự án khác nữa, thì nó có nhiều cái thú vị hơn nữa. Em cảm thấy nó rất là rộng luôn á, là nó không có đơn giản như là mình làm chỉ là khô khan như vậy thôi. Thiệt là từ 7-8 năm thì em 7-8 năm thì giống như anh Cường nói là không ít cũng không nhiều, mà em thấy nó vẫn còn quá nhiều thứ để em học á, chứ không dạ không phải là đơn giản là chỉ mình tới gì đó rồi thôi. Dạ, đó là cái đó là cái suy nghĩ của em là về cái những ngành phù hợp với lại ngành 3D vehicle tiếp là như vậy. Cảm ơn em tức là nói chung quy lại á, là có cái trải nghiệm, có cái kinh nghiệm về cơ khí thì nó cũng là cái lợi thế. Hoặc là các bạn mà có yêu thích về xe cộ, yêu thích về cơ khí thì đó cũng sẽ là cái lợi thế. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta ngồi vào thì chúng ta, tức là những cái mà chúng ta, nếu như chúng ta không có trải qua cái cơ khí như là Thanh nói, thì ở đây chúng ta vẫn có thể bù đắp được, đúng không ạ? Cũng có rất là nhiều cái, tức là vô đó thì mình cũng phải được train, cũng phải được đào tạo các thứ, chứ không phải là biết cái kia mà phụ thuộc vào nó và coi nó như một cái, nó cơ bản nó chỉ là một cái bàn đạp đòn bẩy ở cái giai đoạn đầu, theo anh là như thế. Và quan trọng là mình đi cái hướng nào thì mình cũng phải yêu thích và nỗ lực và cố gắng, và khi mà chúng ta gặp gỡ, chúng ta va chạm những cái thử thách đó thì tự nhiên, thực ra nó cũng khi mà chúng, đặc biệt là khi mà chúng ta vượt qua những cái thử thách đó thì nó cũng là cái chất xúc tác, nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy hứng thú, thú vị với cái công việc mà chúng ta đang đi.
Với lại anh bổ sung thêm một chút xíu nữa là hồi nãy Ái có chia sẻ là nó có nhiều cái hướng chứ đâu phải là có một hướng đi đâu. Tức là mặc dù là vehicle nhưng mà nó có nhiều kiểu vehicle à, cho nên là nếu mà chúng ta đi mà chúng ta cảm giác là chúng ta sẽ phù hợp với lại cái hướng đi nào thì mình cũng có thể rẽ sang cái hướng đi đó. Okay. Ai có muốn bổ sung gì không? Dạ, thì em nghĩ là riêng về cái làm xe cộ này thì nó sẽ không hẳn là dành cho số đông, mà có thể là các bạn nên đầu tiên là phải kiên nhẫn, thế là tại vì mình làm một cái đồ thật ở ngoài á, thì cần cái độ tỉ mỉ rất là cao, thì đầu tiên là các bạn phải có đam mê và đủ kiên nhẫn để mình vượt qua được những cái bước đầu thì mình mới thấy cái sự yêu thích. Tại vì em biết có nhiều bạn á, thì không vượt qua được cái khoảng thời gian đầu đó. Tại vì suốt ai mới vô thì mình cũng phải đi học và đi training á, thì mấy tháng đầu á, lúc mà mình chưa biết gì, mình làm những cái khô khan á, thì mình rất là chán. Thì nó sẽ không dành cho những bạn mà thích làm những cái giống như là nó hào nhoáng mà có kết quả liền. Ví dụ làm những cái nhỏ rồi để test chờ vô rồi render là mình ăn liền vậy đó. Là những cái mà có cái độ rực rỡ, nói chung là rực rỡ, thì nó sẽ không dành cho những bạn thích những cái đó, mà nó sẽ giống như là một cái người già, nó sẽ đi từ từ qua ngày này qua tháng nọ, thì càng làm thì mình sẽ càng thấy yêu thích hơn. Thì các bạn đam mê về cơ khí, khoa học kỹ thuật, nghĩ là những bạn đó thì em nghĩ nó sẽ đi được xa hơn so với các bạn còn lại. Cảm ơn em. Thế thì theo như Ái á, để trở thành một 3D artist vehicle thì nó sẽ có những cái kỹ năng nào là cần thiết theo em? Những cái kỹ năng cần thiết để mà mình trở thành một cái 3D vehicle artist, để biến nó thành một cái công việc lâu dài và mình cảm thấy mình thú vị với nó. Em nghĩ những cái kỹ năng đầu tiên á là mình phải có cái độ tỉ mỉ nhất định và mình phải kỹ tính, tại vì cái này yêu cầu mình đầy đủ chi tiết và không bỏ sót. Tiếp theo là cái nền tảng mỹ thuật là một cái lợi thế, về cái kiến thức về phối cảnh, ánh sáng và sketch, nó sẽ là những cái giúp ích cho mình trong công việc. Tại vì có những cái reference á, mình cần có những cái kiến thức nhất định về phối cảnh hay là gì đó để mình nhìn từ hướng bên này thì mình có thể tưởng tượng được cái hướng còn lại, mình biết được cái chi tiết này nó như thế nào. Mình phải hiểu về những cái hình khối 3D cơ bản, rồi có kiến thức về về Photoshop hay là những cái phần mềm 3D, và kỹ năng tự học. Em nghĩ kỹ năng tự học cũng là một cái rất là quan trọng. Tại vì trong quá trình làm việc á, thì không phải lúc nào người ta cũng sẽ theo sát mình giống như là lúc mình mới vô công ty. Thì mình phải tự học và học từ bản thân, học trên mạng, rồi học từ đồng nghiệp rất là nhiều. Và trong suốt quá trình làm việc, càng ngày mình càng học càng nhiều thêm để mình làm. Và tiếp theo nữa là một cái rất là quan trọng nữa khi mình làm về xe cộ, máy bay, tàu thuyền gì đó nói chung, thì đó là một cái những cái kiến thức về mình nghiên cứu về những cái kỹ thuật, những cái khoa học, những cái tỷ lệ này kia trên mạng á, để mình biết chính xác cái kết cấu của cái mình đang làm như thế nào. Ví dụ như là cái xe nó có cái cửa, thì cái cửa muốn mở ra thì nó phải có cái chốt, cái khoen. Ví dụ như vậy thì mình làm cho nó chính xác, nó có bị sai tỷ lệ hay là nó cứng hay là nó vô lý. Yeah. Ngoài ra thì cuối cùng á là kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp với đồng nghiệp. Đó là em nghĩ đó là những cái kỹ năng mà quan trọng để mình trở thành một cái
3D Michael Artist nói riêng và trở thành một cái em nghĩ là một artist nói chung đi. Dạ, tại vì artist nào thì cũng cần những cái kỹ năng cơ bản. Ok, cảm ơn em. Đúng, anh đồng ý. Tức là thật ra không chỉ riêng về cái hướng đi vehicle này đâu các bạn ạ. Ví dụ như là về phần teamwork, khả năng làm việc đội nhóm, thực ra cũng không hẳn là cái nghề của anh em mình nữa, mà hầu hết những cái nghề theo như anh thấy cũng phải cần phải giao tiếp, cũng phải cần làm việc đội nhóm, tinh thần, thái độ, mọi thứ đều phải tốt. Cái này là phải làm rõ với các bạn ngay từ đầu á. Cho nên nhiều khi những bạn mới các bạn cứ nghĩ là các bạn có kiến thức, các bạn có công cụ, có kỹ năng, các bạn có thể đi, các bạn làm được. Đâu đó anh nghĩ có thể đi ngắn hạn. Để mà có thể phát triển với cái nghề này thì những cái yếu tố đó rất quan trọng, và anh cũng hay nhắc lại. Kể cả ở những cái số trước anh vẫn nhắc lại, tại vì cái này nó khá quan trọng. Và hôm nay đây các bạn cũng được ngồi và các bạn cũng được nghe từ những cái anh chị đã đang làm nghề chia sẻ về những cái vấn đề này, thì anh hy vọng là những bạn mới các bạn nghe và mình cũng có cái ý thức rèn luyện những cái bộ kỹ năng này nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Và đặc biệt nói về cái hướng vehicle này thì cái sự cần cù, cái sự chỉn chu, cái sự kiên nhẫn là quan trọng, nó quan trọng. Giống như anh có nói là ở cái giai đoạn đầu nếu mà đòi hỏi cái sự hào nhoáng thì có vẻ như là sẽ chưa phù hợp đâu. Tại vì thứ nhất cái phần kỹ năng của chúng ta nó sẽ còn hạn chế, đặc biệt là ở những cái dự án lớn như thế này thì kỹ năng còn hạn chế, thì làm sao mà chúng ta có thể làm được những cái thứ nó to tát. Cho nên các em phải từ từ, các bạn phải kiên nhẫn, nó cần thời gian. Đó. Ok, cảm ơn em. Thế thì còn ứng dụng, nãy giờ chúng ta nói về nhiều thứ, chúng ta chưa đề cập tới ứng dụng của nó, nói về cái sự đa dạng. Hoặc là vừa rồi các bạn xem qua clip thì các bạn cũng thấy đó, nhưng mà cụ thể hơn được không? Tức là cái tính ứng dụng của Vico. Cái này chắc là anh mời Thanh, tính ứng dụng của nó. Dạ, cho em chia sẻ xíu là ứng dụng của cái 3D Vico này thì nó rất là nhiều ha. Mình nghĩ đơn giản nó chỉ là làm game hoặc là làm phim ảnh này thôi, nhưng mà thật sự em thấy rất là nhiều, kiểu như làm game á. Thì giống như là anh và các bạn đã coi, anh Cường có clip, như là các bạn có clip thì mình thấy là game á, thì chủ yếu nó sẽ là game khá là nhiều ha. Game nhất là game đua xe, không những game đua xe mà còn cái game như là cái game thế giới mở, hay là những cái mô phỏng, ngay cả những cái mô phỏng mà mình đi thi bằng lái xe hay là gì đó cũng là đều cần một cái vehicle để mà mình làm ra. Thì em rất là rộng, kiểu là nhìn trong game. Và nếu mà còn nói về phim ảnh thì đó, như thường nên phim ảnh thì có thể dùng làm cái hiệu ứng cháy nổ, hoặc là thậm chí là có thể làm phim hoạt hình, cái thứ rất là nhiều. Rồi ngành ô tô á thì thường là sử dụng để mà thử nghiệm, kiểu như thử nghiệm xe nó thiết kế, nó có công gì động, nói chung là động lực học rồi các thứ, rồi rất là nhiều, kiểu như là thử nghiệm, rồi quảng cáo và tiếp thị nữa. Ha, rồi cái ngành kiến trúc á thì để tăng tính trực quan cho kiến trúc sư, thường mình thấy mấy cái bản vẽ mà của kiến trúc sư có mấy cái xe mấy cái nọ á, thường giờ nó làm 3D này kia thì cũng có rất là nhiều. Thì em thấy thì nó hình như là xuất hiện đa phần nhiều, đúng á, nhiều quá không kể. Thì em thấy những cái cơ bản nhất là mình thấy được là như đó. Dạ. Trên game, phim hay là quảng cáo, vô phục vụ cho cả kiến trúc nữa. Mà anh cũng đã từng nhận cái dự án kiểu như là về mô phỏng á. Mô phỏng, thậm chí là mô phỏng về những cái vụ án á. Đó là họ cũng có order những cái trang thiết bị hay là xe cộ, phương tiện như thế để phục vụ cho cái công việc điều tra phá án của họ. Tức là nó có nhiều thứ, và nếu mà chúng ta đi con đường này, chúng ta làm cái hướng này thì anh kỹ nó cũng dễ sống, đúng không? Hay là chỉ có phục vụ cho mục đích là làm game thôi? Cũng khó nói, đúng không? Nó cũng khó nói. Thực ra game thì nó rất phổ biến. Game thì có thể coi là gần như là anh nghĩ là rộng nhất, là lớn nhất rồi đó. Nhưng mà đôi khi nó cũng sẽ còn phụ thuộc vào cái sự chủ động của mình nữa, cái khả năng đáp ứng của mình nữa. Nó rộng thì cũng nhiều người học, nhiều người theo đuổi, thì cái tính cạnh tranh nó cũng cạnh cao, nên là nó cũng sẽ còn phụ thuộc vào mình nữa.
Ok, cảm ơn em rất nhiều. Anh được biết á là Ái ở trong Glass Z thì em cũng cũng phụ trách training đào tạo các bạn. Thế thì em có thể kể ra một số những cái case study, hoặc là trong cái quá trình mà các bạn đào tạo như vậy thì nó sẽ có những cái khó khăn nào không, hay là những cái kinh nghiệm nào rút ra em có thể chia sẻ cho những bạn mới, những bạn mà đang rất là mong muốn được gia nhập Glass Z á? Ok, trong công ty thì em cũng có đảm nhiệm vị trí trainer, thì em cũng có dạy vài lớp. Thì những cái case study, ví dụ một vài cái case study mà em thấy, nói đầu tiên là về khó khăn trước đi, thì em thấy cái khó khăn đầu tiên mà các bạn trainee mới vào công ty á, mới bắt đầu đi học cái khóa train của công ty á, thì đó là cái nền tảng về mỹ thuật. Thì em thấy các bạn thường sẽ bị yếu về cái phần đó. Có nghĩa là khi mà mình mới làm quen với môi trường 3D á, thì những cái khó khăn mình gặp phải là làm quen với phần mềm, và tiếp theo là làm quen với môi trường 3D. Thì các bạn thường sẽ bị yếu và về phần mềm. Thì phần mềm thì mình có thể mình khắc phục trong cái quá trình mình học được, nhưng mà về cái phần nền tảng thì các bạn cũng tốn một khoảng thời gian, thì cái đó làm cho mấy bạn bị chậm lại trong cái quá trình mình train. Và tiếp theo á là cái công sức các bạn bỏ ra để mình làm bài tập, mình đi train, mình chưa có tập trung vào cái việc học của mình, hoặc là mình không sắp xếp được thời gian á, thì em thấy đó là một, cũng là một cái khó khăn. Thì nhưng mà một ví dụ, một vài trường hợp em train thì các bạn, có nhiều bạn bắt đầu á thì em thấy là bạn này ok, nhưng mà khi mà đi đường dài á, em thấy bạn bị thiếu cái sự quyết tâm. Thì em thấy có những bạn lúc đầu thì yếu, nhưng mà các bạn có sự nỗ lực và các bạn chăm chỉ, thì các bạn cũng hoàn thành được cái khóa học và bước vào được công ty để mình có công việc ổn định và mình nâng cấp bản thân. Thì cái kinh nghiệm của em á, đó là khi mà mình đi train ở bất cứ công ty nào, thì đầu tiên là mình phải có một cái mục tiêu, đó là không phải là tôi thích cái environment, tôi thích character, nhưng mà vô đây ông training cho tôi cái gì á, không phải cái tôi thích thì tôi không có động lực để tôi học. Thì em thấy cái đó là cái kinh nghiệm, là các bạn nên không nên có cái suy nghĩ đó. Thì đi học thì hoặc là đi train ở đâu đó thì mình luôn nên luôn nỗ lực, tại vì cái gì mình học nó cũng đều là kiến thức của mình này. Thì sau khi mà mình nỗ lực, mình hoàn thành, thì mình bắt đầu một cái gì đó thì mình hoàn thành nó, thì lúc đó mình mới thấy cái công sức mình bỏ ra nó không có bị phí phạm. Thì khi mà mình đạt được cái mục tiêu rồi á, thì có thể mình quay lại mình cái mục tiêu ban đầu của mình là sau khi tôi hoàn thành rồi, tôi quay lại tôi làm cái environment hay là character gì đó cũng được. Tại vì có nhiều bạn, tại vì thấy cái vehicle này nó khô khan quá, các bạn thường hay bỏ ngang, thì rất là phí thời gian của mình. Tại vì các bạn phải đi luyện tập rất là nhiều, rồi đi làm bài test, rồi vượt qua rất là nhiều đối thủ thì mới được nhận vào để mình học thêm kiến thức, mà các bạn lại chỉ vì mình thấy nó không phù hợp mình bỏ, thì nó rất là phí thời gian. Đó là những cái case study với cái kinh nghiệm mà em muốn chia sẻ. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Ai có đề cập tới cái phần nền tảng, nhân tiện anh cũng muốn chia sẻ là trước đây á, thật ra anh cũng đồng ý về cái vai trò của nền tảng. Anh cũng có mời Ái tham gia một cái số nói về
nói về cái tầm quan trọng của nền tảng. Anh nghĩ cái này cũng là cái điều rất là cần thiết dành cho các bạn. Tức là giống như anh hay lấy một cái ví dụ, đó là nếu mà chúng ta muốn xây một cái nhà cao mà cái móng của chúng ta nó không có chắc thì chúng ta là rất khó xây cao. Cho nên là bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn về cái vai trò của nền tảng mỹ thuật thì anh nghĩ các bạn có thể coi lại cái số đấy. Còn cái ý thứ hai mà bạn nói tới đó là về thời gian. Chúng ta xác định đi con đường này phải sắp xếp được, kiểu gì thì kiểu phải sắp xếp được thời gian để mà vừa học lý thuyết rồi còn phải lo thực hành cho nó tới nơi tới chốn, đúng không? Thực hành hay là đi tham gia mà nó hời hợt thì chắc chắn rồi các bạn sẽ không có pass, sẽ không qua được. Trong khi đó trước đây chúng ta đã làm gì? Chúng ta đã nỗ lực, chúng ta đã cố gắng để chúng ta vượt qua khá là nhiều đối thủ để chúng ta vào được cái khóa training đó, thì phải làm việc cho nó tới nơi tới chốn. Nhiều khi các bạn suy nghĩ là lúc đó các bạn nghĩ là cái con đường này nó không phù hợp, hay là những cái mà các bạn đang học nó không phù hợp. Đó là do các em chưa cho mình cái cơ hội để mà đi trọn vẹn cái con đường đó. Bây giờ mình nói về con đường ngắn hạn là cái khóa training đó đi. Mình đã cho mình cái cơ hội để đi trọn vẹn nó chưa? Để có thể cảm được những cái hay ho của nó. Mới có vài ba bài test thôi, cảm thấy khó khăn quá, cái buông, cái bỏ cuộc. Thôi, những cái công sức mà các bạn đã bỏ ra, đã nỗ lực một cái giai đoạn trước đó thì lãng phí rồi, đúng không? Anh cũng rất là đồng cái quan điểm với lại ấy, thì hy vọng là các em, những bạn nào mà chưa thì các bạn ready, các bạn sẵn sàng chuẩn bị tâm lý. Còn những bạn nào mà đang ở đây, anh đang thấy là có một số học viên của anh cũng đang ở trong cái khóa training ở trong class set, các em phải quyết tâm lên. Anh cũng đang chờ đợi cái tin nhắn của các bạn đậu vô hoặc là đạt được thành tích nọ thành tích kia. Thực ra anh rất thích những cái tin nhắn kiểu như vậy, nó cũng là cái động lực cho anh nỗ lực. Các em cũng vậy. Cảm ơn em rất nhiều. Vừa rồi chúng ta nói về một số những cái khó khăn, thế thì những cái thuận lợi khi mà chúng ta theo đuổi con đường này không chỉ là vehicle artist, mà ngoài ra còn có những cái hướng đi khác nữa, ví dụ như là character hay là environment. Thì theo như Thanh thì những cái thuận lợi là gì? Cái thuận lợi về cái ballet với cầu ảnh tiết ha anh Cường? Kiểu như là không những là ballet và cầu ảnh tiết mà kể cả development hoặc là... Thì ở đây em có một câu cái chia sẻ cái câu chuyện cũng câu chuyện vui thôi. Kiểu như em thì... của mình vui của bản thân em thôi. Em là xuất thân, em cũng không phải là xuất thân là em từ cái móng vững chắc như nãy giờ anh Cường nói là em là từ 2D hay là từ hình học, nhưng nói chung là em là xuất thân từ một cái ngành khác, và sau đó thì em mới nhảy qua cái con đường 3D. Và khi đó cái con 3D này là em không hiểu, em không biết nhiều, lúc đó em không còn biết 3D là cái gì luôn á. Em không nghĩ là, em không biết là nó xài cho cái gì hay là nó làm để mục đích gì. Thật sự lúc đó em không biết gì hết. Thì em cũng có tìm hiểu thử và kiểu như là lúc đầu em á nó cũng khó khăn lắm. Kiểu như mình không nghĩ là mình sao mình làm cái này sao mà nó vô nghĩa hay là cái gì. Nhưng mà em tìm hiểu một thời gian rồi á thì em thấy nó thích. Thì bản thân em cũng kiểu như mê game, cũng ngồi trên máy được. Rồi xong rồi em thấy thích. Và em học từ đó, em học kiểu như học trường lớp rồi học kỹ năng đủ thứ hết. Thì thời gian thì tự nhiên cái em đi làm, em thích cái em đi em làm được, em làm hồi nào không hay luôn. Tức là em một từ cái hướng khác em đi qua mà em không hề biết luôn á, không hề biết về nó luôn á. Thì cho nên em nghĩ là kiểu như là cần cái nền móng thì là vẫn tất nhiên là điều thiết yếu rồi đó. Nhưng mà em nghĩ là nếu các bạn mà chưa có nền móng vững chắc thì em nghĩ là các bạn cũng nên không nên quá sợ hãi, kiểu như là cũng đừng có sợ hãi mà cũng có cứ học thử đi, học phải học thử mà là kiểu như để em tìm hiểu là mình thêm mình có phù hợp, có thích không, rồi mình đi tiếp con đường đó. Dạ, đó là những cái mà rồi có câu hỏi nhiều bạn hỏi với em đó là kiểu như là bây giờ mình vô công ty rồi mình làm 3D vehicle artist rồi thì mình có thể làm được cái khác không, mình có thể làm được nhảy qua environment hay nhảy qua character hay là vân vân làm được không, hay space làm được không. Thì theo em á thì là khi mà mình đã vững chắc tới cái chuyện mà làm được cái vehicle artist rồi á thì mình vẫn có thể đi qua hướng khác được.
tức là mình không phải là nó là không thể là không qua được, nhưng mà mình lúc đầu tất nhiên mình sẽ có khó khăn, nhưng mà em nghĩ là nếu mà mình kiên nhẫn và mình thích thì nó sẽ là rất là dễ dàng. Không phải là quá dễ dàng nhưng mà sẽ làm được. Dạ, cái đó là cái câu chuyện của em. Cảm ơn em, cảm ơn em rất là nhiều. Thực ra là trong cái câu chuyện của em, tức là Thanh á, mà Thanh các bạn nói là bạn ấy không có cái phần nền tảng, thì anh cũng muốn bổ sung một chút xíu. Thực ra ở đây anh nghĩ nha, những bạn đang ở đây hoặc là những cái bạn mà anh biết thì đâu đó khoảng có chừng phải hơn 90%, tức là các bạn đang làm nghề nhưng mà trước đây thì các bạn không có hề liên quan tới artist, không hề liên quan tới mỹ thuật, vẽ vời các thứ thì không. Nhưng mà thực ra theo quan điểm của anh thì cái phần nền tảng này nó cũng khá rộng nha. Và ngay cả cái việc là em thích chơi game nó cũng là cái lợi thế của em á. Và nếu mà gọi là cái nền tảng của cái công việc của mình đang làm á thì nó cũng có trong đó. Tức là các bạn chơi game, các bạn có chắc chắn rồi, các bạn sẽ có những cái trải nghiệm, sẽ có những cái chất liệu, sẽ có những cái thông tin và nó sẽ hỗ trợ cho cái công việc của chúng ta sau này rất nhiều. Còn nếu mà chỉ có hơi rập khuôn một chút xíu là nói lên nền tảng thì nó liên quan tới vẽ tay, dựng hình, nó liên quan tới bố cục, màu sắc các thứ thì không, anh nghĩ phải hơn 90% đó là chúng ta không có học qua. Không qua. Anh Cường thì có một cái may mắn là anh học qua và anh thấy được, cho nên anh cũng hay nhắc các bạn đó là giờ cái thời gian đã qua thì nó đã qua rồi, chúng ta chưa có học qua thì không lẽ bây giờ chúng ta không được đi cái con đường này hay sao? Cái đó là không. Nên là không, chỉ là chúng ta nói để chúng ta thấy được cái vai trò của nó và chúng ta sẽ có cái ý thức bồi dưỡng nó. Bồi dưỡng thì theo anh thì càng sớm sẽ càng tốt nhá. Tức là giống như hồi nãy ai nói á, đó là khi mà các bạn vô training, các bạn sẽ có rất là nhiều những cái nhiệm vụ ở các thời điểm training đó. Và đối với lại những cái bạn mà không có cái phần nền tảng thì nó sẽ là cái bất lợi. Tức là ở cái giai đoạn đó các bạn phải tập trung vào cái bài thực hành đó. Nhưng mà nếu như mà những cái bạn nào mà đã có cái nền tảng rồi thì cái phần thực hành đó bạn sẽ vận dụng. Bạn sẽ khai thác những cái gì mà các bạn đã được học qua trong quá khứ và bạn áp dụng vào và làm cái bài thực hành này thì nó là cái lợi thế. Nhưng mà không đồng nghĩa với cái việc là các bạn sẽ fail. Nếu mà các bạn vận động, các bạn chủ động, các bạn nỗ lực, các bạn cố gắng, các bạn cần cù, siêng năng, chăm chỉ thì anh nghĩ vẫn ok thôi. Và xét thêm một cái chiều hướng nào đó nữa, ông nào mà ông có cái phần nền tảng rồi mà ông lạm dụng nó, ông cứ nghĩ là ông cứ, tôi được học qua và tôi như vậy là ngon lành rồi thì chắc chắn ông đó lại fail nữa. Nếu như mà chúng ta không vận động, nếu mà chúng ta không thích nghi, thích ứng, đúng không ạ? Tức là cái công việc của chúng ta thì nó nâng cấp mỗi ngày như thế. Và ngay cả những cái dự án mà các em làm bây giờ là đua xe chẳng hạn đi, anh nghĩ là càng ngày cái chất lượng nó sẽ phải càng cao, cái nhu cầu của user, nhu cầu của người chơi nó cũng càng cao, đúng không? Thế nếu chúng ta không nâng cấp nó lên, càng ngày không nâng cấp nó lên thì nó sẽ giữ cái quality hiện tại, nó sẽ giữ cái chất lượng hiện tại. Thế thì sau này lại không có đáp ứng được với nhu cầu của người ta. Không vận động là không được, động không được. Cái hướng đi nào cũng vậy các bạn. Em thấy cái câu hỏi của bạn này cũng vui, là giống trường hợp của bạn á, em cũng học ngôn ngữ Anh và giờ đang tìm hiểu theo ngành 3D artist và tuy nhiên chưa có nền móng mỹ thuật nên em khá lo trong giai đoạn này. Thì em đang thấy là bạn cũng tương tự như em lúc mà em mới bắt đầu đi học á, em cũng lo lắm, em không biết là mình có đi theo nổi không, mình không có nền móng gì hết thì làm sao mình theo nổi ta thứ. Nhưng mà em nghĩ là bạn nên quyết tâm đi thì mình sẽ làm được. Kiểu như mình học và bạn có là khá mạnh là em thấy bạn học ngôn ngữ Anh. Thì trong cái ngành này thì dạ thì bạn nên là bạn đừng có quá lo lắng, em nghĩ là bạn nên cứ đi học và đừng có lo gì hết, mình học bổ sung kiến thức. Có sinh ngữ thì nó là cái lợi thế lớn các em. Thì thực ra những cái tài liệu mà rất là nhiều tài liệu uy tín thì nó lại đến từ một cái ngôn ngữ rất là thông dụng, đó là tiếng Anh. Và nhiều người thì lại không có rành, và bản thân anh Cường cũng có cái hạn chế về cái phần đó nha các bạn. Cho nên là anh thấy là bạn nào mà có cái anh ngữ là lợi thế rồi đấy các em, lợi thế rồi đó. Là tự tin lên. Còn mình không có, trước đây mình không có năng khiếu về mỹ thuật chẳng hạn, thì thực ra anh vẫn quan niệm đó là cái đẹp nó cũng có cái công thức của nó.
nó cũng có cái phương pháp của nó, nó cũng có cái lý thuyết để diễn giải về cái sự đẹp đấy. À, cho nên khi mà các bạn học, các bạn theo đuổi thì các bạn đi tìm cái công thức đó đi, hoặc là các bạn sẽ làm sao đó tương tác trao đổi để mà để có những cái chia sẻ, để có những cái công thức đó. À, thì dần dần có thể là nó nghề dạy nghề mà, dần dần nó sẽ tiến bộ thôi, hiểu không? Tiến bộ thôi. Cho nên là đừng có tự tin, quyết tâm. Không phải lúc nào nhưng mà cũng có một anh Ấn Độ trên YouTube dạy mình tất cả mọi thứ. À, chắc em nói thêm một xíu về vì cái này, tại em cũng tuyển dụng rất là nhiều những cái bạn cũng trái ngành thôi. Nhưng mà một trong những cái điểm lợi khi mà các bạn đã gọi là học qua một cái bằng gì đó rồi, thì như hồi nãy Ái cũng đang có chia sẻ, Minh Thanh cũng chia sẻ về cái khả năng research của các bạn rất là giỏi. À, vì bạn research giỏi nên bạn sẽ biết được là ok, cái công ty này mình đang ứng tuyển nè, họ đang có những cái cơ hội nào cho mình, và đối với cái cơ hội đó đó thì mình sẽ tìm hiểu xem họ đang yêu cầu gì ở mình, để mà khi mà mình quyết định mình đến cái công ty đó, mình ứng tuyển gửi cái hồ sơ đó, thì mình đã có mọi thứ trong tay, mình có cái kỹ năng mà công ty đang yêu cầu, và khi mà mình phỏng vấn mình cũng biết là ok, mình đang định hướng gì khi mà mình ứng tuyển cho vị trí này ở công ty đó. Thì nó là cái lợi thế của bạn, vừa là bạn hiện tại chưa có những cái công ty đang tìm, như là ở thời điểm này mình có thể là chưa có cái nền tảng kỹ thuật đó, nhưng mà mình sẽ có những cái lợi thế khác để mà khi mà mình vào trong công ty, mình đi training hoặc là mình đi làm rồi á, thì trong cái thời gian đó đó, bên cạnh 8 tiếng làm việc thì bạn sẽ còn rất nhiều kiến thức để bạn có thể tìm hiểu thêm, bổ sung thêm những kiến thức đó trong quá trình đó. À, thì nó sẽ là một cái quá trình dài để mà bạn theo đuổi được cái đam mê của mình. Cảm ơn em, cảm ơn em. Ở đây anh có thấy một cái câu hỏi là ứng tuyển trainee GE có khó không anh Cường? Nhân tiện Toa Lan ở đây. Ok, chắc em phỏng vấn 10 bạn mà làm bài test bên em thì chắc cũng chính bạn kêu là cái bài test bên này nó dễ quá chị ơi. Tại vì ở bên công ty mình đó thì cái thì cái bài test đầu vào á thì mình yêu cầu cũng khá là đơn giản. Tức là mình sẽ yêu cầu mọi người có khả năng là mình làm được phần mềm 3D trước. Thế nên nếu mà bạn nào chưa có khả năng sử dụng phần mềm 3D thì mình phải về nhà để mình chuẩn bị trước đã. Và cái phần mềm 3D đó sẽ bao gồm là modeling, UV, và mình sử dụng 3D Snap hoặc Maya hoặc Blender. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì ở các thiết mình thì chỉ sử dụng nhiều hơn ở 3D Snap và Maya. Thành ra là các bạn nếu mà sử dụng một trong hai cái này thì sẽ tốt hơn ha. Rồi, và bên cạnh đó thì ở bên mình lại có một cái yêu cầu nó hơi khác khác so với lại các công ty khác đó. Là bên mình thay vì là cho làm bài test tập tành thì bên mình lại yêu cầu để làm bài test Photoshop. Đó, thì đó là hai cái yêu cầu nhỏ nhỏ để mà mọi người có thể vượt qua được bài test và đến với cái vòng phỏng vấn. Thì nếu mà mọi người biết chi tiết hơn là ở trong cái bài test nó sẽ có cái gì mà, và mình sẽ có những cái tips, những cái mẹo nào để mình có thể chuẩn bị, các bạn có thể xem lại cái số hồi đó mình có nói chuyện với anh Cường, mình nhớ là số XK Talk số 6 như vậy. Đã, mình sẽ xem được kỹ hơn thì cái tiết sẽ bên trong đó được. Cảm ơn em, cảm ơn em. Tức là Lan có chia sẻ là trước đây anh cũng có cơ hội là làm với lại Lan một cái số talk show nói về kinh nghiệm phỏng vấn, kinh nghiệm là bài test. Thì các bạn nào muốn tìm hiểu thì các bạn coi lại cái số 6 hả em hả? Số 6. Dạ, em nhớ là số 6, phải coi lại. Đây cũng không chắc hết. Các bạn có thể lên số 6. Nhưng mà nhân tiện ở đây thì Lan có thể chia sẻ một chút về cái chương trình đào tạo 3D Vehicle Training ở ClassX được không? Rồi, ok. Thì ở công ty mình thì khi mà ở bên mình nhận cái yêu cầu là mình sẽ tuyển dụng bất kỳ cái lớp 3D Training nào á, thì mình sẽ phải nhận yêu cầu theo nhu cầu của bên bộ phận sản xuất. Thì ví dụ như ở cái lớp Vehicle đi, thì ở thời điểm hiện tại và từ đầu năm tới giờ là bên Lan đang tuyển tổng cộng là đã là 3 lớp. Và 3 lớp này thì mọi người có cái nhu cầu đó là cái lớp mọi người phải có cái nền tảng cứng hơn một xíu và cái thời gian đào tạo nó ngắn hơn. Thành ra là cái lớp này khác biệt với các lớp khác là mình sẽ chỉ training trong một 3 tháng rưỡi thôi. Các bạn sẽ tưởng là 3 tháng rưỡi dễ hơn, nhưng mà thực sự vì cái thời gian training nó ngắn lại, thành ra cái độ khó của mình và cái sự gọi là liên tục kiên trì của mình nó sẽ nhiều hơn và nó sẽ gọi là nặng hơn so với các bạn mà cái thời gian kinh dài hơn, ví dụ như là 5 tháng ha.
thì cái thời gian này các bạn sẽ được chia ra là có một tháng đầu các bạn được train qua lại cả modeling, UV, texture để mà mình được train cái quy trình chuẩn khi mà mọi người làm cái basic đó trước. Và sau khi mà các bạn vượt qua được một tháng đầu này, các bạn sẽ vô 2 tháng rưỡi, và tùy vào cái gọi là dự án, cuộc chiến sắp tới mà các bạn đang training để vào công ty làm á, thì mình sẽ được train cái quy trình khá là chuẩn chỉnh. Gần như là do các anh chị senior artist và artist manager, mọi người sẽ dạy lại mình. Đương nhiên là nó sẽ không phải là những cái kỹ thuật mà nó có liên quan tới NDA, tức là mình sẽ dạy cho các bạn gọi là cơ bản trong công ty, nhưng mà sẽ làm nâng cao với các bạn đó, để mà các bạn có khả năng làm được những cái đó và cũng như tìm được cái niềm đam mê của chính mình trong đó. Thì những bạn nào mà cảm thấy là mình phù hợp để mà có thể đi được một con đường dài với nó, cảm thấy đam mê, tìm hiểu thêm và gọi là kiên trì với nó, tại vì cái thời gian này mặc dù là chỉ có 2 tháng rưỡi thôi, nhưng mà mình sẽ đi train 3 tiếng. Nhưng mà sau khi đi training về thì các bạn phải làm bài tập rất phải rất rất là nhiều luôn. Và khi có rất là nhiều bạn phải thức đêm để mình làm bài, hoặc là có những bạn phải dành nhiều cái thời gian hơn. Thật ra là cái thời gian này sẽ khó khăn khá là nhiều so với các bạn, và sẽ dễ cho các bạn bị đạn chiến hơn đó. Căng. Căng lại. Điểm cộng đó là mình sẽ được trợ cấp xíu xíu. Tức là mình đi học nhưng mà mình sẽ vẫn được trợ cấp nhẹ nhẹ lại, để mọi người cũng có một cái phần gọi là hỗ trợ mọi người săn xe đi lại đó. Thì nó cũng là một cái điểm cộng, là mình vừa được đi học cũng như mà mình trong công ty sẽ và đang làm, và mình vẫn được nhận làm cái phần thù lao gì đó lại cho mình, để tương lai nếu mà mình đạt được kết quả tốt nhất thì mình có thể có cái cơ hội trở thành đồng nghiệp với nhau giống như bây giờ. Cảm ơn em. Em ơi, nếu như mà các bạn, mà ví dụ như là các bạn vô các bạn đi test rồi các bạn fail, hoặc là khi mà các bạn vô được cái khóa training rồi mà không có pass, thì sau bao lâu các bạn sẽ được có cái cơ hội tiếp theo? Dạ rồi, ok. Thì chắc là em sẽ lấy trước những bạn mà đã từng đi test trước, tức là chưa tham gia training ha. Thì đối với những bạn đó thì thường là công ty em sẽ để cho các bạn là tầm 3 tháng tới tầm 4-5 tháng gì đó, thì để cho các bạn có một cái thời gian ở nhà, các bạn thực sự gọi là rèn luyện cái kỹ năng của mình, nó thể hiện qua cái bài test mà các bạn sẽ làm lại nè, và cũng như là mình sẽ thể hiện qua cái portfolio mà các bạn sẽ nộp lại cho các anh đó. Khi mà các anh so sánh cái sự khác biệt của cái bài test cũ và mới, và cũng như là có thể có những bạn ở cái thời điểm đó bạn thấy là ok, mình được mời đi phỏng vấn rồi, nhưng mà khi mà công ty phỏng vấn thì có thể là bạn chưa có đủ cái sự tìm hiểu với công ty, với cái định hướng hiện tại bạn đang ứng tuyển hay với vị trí bạn ứng tuyển, thì có thể cái lần đó bạn chưa được nhận. Nhưng mà khi mà bạn quay lại ở lần sau và bạn cứng cáp và bạn có đủ cái sự gọi là tìm tòi rồi đó, thì hoàn toàn có cơ hội để quay lại công ty ha. Còn đối với những bạn mà đã training xong rồi và mình đang tìm cái cơ hội để quay lại đó, thì mình nghĩ là phải từ 6 tháng trở lên luôn. Tại vì khi mà các anh xem lại cái portfolio của mình, xem lại cái bài test của mình, và bài test đó sẽ không phải là bài test training nữa, sẽ là bài test office, nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Và mọi người phải thực sự là rèn luyện kỹ năng để mình có thể chứng minh được cái năng lực của mình. Tại vì các anh đã có tầm 3 tháng tới 5 tháng để đánh giá năng lực của mình rồi, thì để mà mình có thể quay lại để chứng minh được mình thực sự là có khả năng và có bản lực. Cảm ơn em. Anh nghĩ là cái đó là những cái điều cần thiết, chứ để tránh cái tình trạng là các bạn cứ test liên tục và test khi nào đậu thì thôi, mà trong khi đó các bạn không có cái ý thức rèn luyện nỗ lực để mà nâng cao cái khả năng, cái kỹ năng của mình, thì anh nghĩ cũng không nên. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Ở đây anh có nhận được một cái câu hỏi khá là dài, các bạn cho anh một xíu thời gian. Bạn em với em đều cùng nhau theo đuổi 3D. Thằng bạn em thì học nội thất, em thì học ngôn ngữ, nhưng hai em đều thích ngành 3D này nên hiện tại thì đang cùng nhau tìm hiểu luôn. Bạn kia thì có nền tảng về vẽ và mỹ thuật, em thấy đi cùng nhau cũng là một lợi thế, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Bọn em thích theo hướng character. Hướng character hả? Chắc là phải dành cho cái số character rồi. Ok, anh Cường lỡ đọc rồi.
sớm có lớp dự định anh là sớm là có số rồi. Anh sẽ chia sẻ dựa trên cái kinh nghiệm của anh Cường nhé. Dự định đi học anatomy, tức là học về giải phẫu các bạn, sau đó thì xem xét nên học 2D bổ trợ cho 3D sau này. Anh chị có thể cho em lời khuyên nên học 2D trước. Sao ta? Ái có thể hỗ trợ anh Cường trả lời cái câu hỏi này được không? Tức là theo như Ái thì bạn nên đi học anatomy trước, học 2D trước, hay là có thể học luôn về 3D? Ok, câu hỏi này là bạn muốn hỏi là nên học 2D kèm trước hay sau khi học xong anatomy thì lên học 3D luôn. Thì em nghĩ là nếu bạn có thời gian thì mình nên đi học trước cái phần kiến thức đó. Còn nếu mà không có thời gian thì mình có thể đi học 3D luôn. Rồi mình có thể học song song với cái anatomy với cái kiến thức 2D luôn. Tại vì dù 2D và 3D nó cùng một cái nền tảng, nhưng mà khi mà mình làm việc á, thì nếu mà mình đi thẳng luôn vào 3D á, thì nó sẽ có cái trực quan, cái mình làm việc trực tiếp hơn, mình học, mình thực hành luôn, thì nó sẽ nhanh lên tay hơn. Nhưng mà lúc đó thì mình sẽ bị thiếu về cái nền tảng, về những cái giống như kiến thức cơ bản về 2D thì cũng không sao, mình cần một số cái kiến thức. Ok, cảm ơn em. Anh cũng đồng tình với quan điểm đó. Tức là phải xem thử xem là cái trường hợp của mình như thế nào đó. Tức là nếu mà em còn trẻ, em có thời gian thì cũng không nhất thiết phải vội, cũng không cần vội. Nó còn vội. Còn bây giờ các bạn có tuổi, hoặc là các bạn đang có cái công việc, tức là cái thời gian của các bạn nó có hạn hẹp, có nhiều thứ nó chi phối các bạn, thì các bạn sẽ có thể cân nhắc sẽ đi song song. Tức là mình vừa học 3D, mình vừa cân nhắc lựa chọn những cái khóa học, những cái phần kiến thức mà mình cảm thấy là cần thiết cho cái con đường của mình đang đi. Anh nói ví dụ nhé, bây giờ em đang muốn đi theo hướng là character, tức là làm về nhân vật. Đấy, ở đây em đang có ý thức là em sẽ học song song là học anatomy, học về giải phẫu. Thì anh nghĩ cái đó nó đều cần thiết. 2D hay 3D đều có thể học giải phẫu nhé. Đều có thể học giải phẫu. Thì các bạn xem thử xem là cái trường hợp của các bạn như thế nào để các bạn lựa chọn cái khóa học cho nó phù hợp. Cái này thì anh chỉ chia sẻ dựa trên cái góc nhìn của anh thôi, quan điểm của anh thôi. Thì các bạn có thể tham khảo. Quay lại một chút xíu, đó là hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào phần vehicle thôi. Cái này thì anh do anh đợi anh đọc hết lên, cho nên là chúng ta sẽ trả lời luôn, nhưng mà chúng ta sẽ có cái số nói về character. Anh cũng đang trao đổi với lại một vài khách mời và hy vọng là nó sẽ diễn ra sớm thôi. Kế hoạch của anh thì anh cũng đã có cái kế hoạch dành cho cái số này rồi, thì khi nào có thông tin chính xác cụ thể thì anh sẽ chia sẻ cho các bạn trên các nền tảng. Ok, quay trở lại với Lan. Anh cũng muốn tìm hiểu một chút xíu về một số những cái dự án á, một số những cái dự án tiêu biểu, một số những cái dự án lớn á, về vehicle tại ClassX. Lan có thể chia sẻ với các bạn được không? Hồi nãy chúng ta cũng có liệt kê qua đâu đó, nhưng mà anh nghĩ chắc là chưa đầy đủ đâu, thì mời Lan chia sẻ thêm với mọi người. Dạ thì ở công ty mình thì mình làm rất là nhiều những cái dự án xe, nhưng mà dự án xe mà ở trong NDA mà cho phép mình để chia sẻ thì chắc là cũng những cái dự án mà mọi người cũng biết nhiều rồi. Công ty mình thì từ năm 2006 là mình bắt đầu làm việc với lại Microsoft và làm với cái chuỗi dự án Forza 1 tới 6, Forza Horizon 1, 2, 3, 4, 5 gì đó. Rồi mình có Need for Speed nè. Và như một số các anh chị cũng có làm với một cái số dự án như Test R2, là một cái dự án game của Natural Motion. Đó là một số những cái dự án tiêu biểu này. Dạ. Ok, toàn những dự án khủng ha. Dạ đúng vậy. Hy vọng các bạn cố gắng nỗ lực lên, hy vọng là mình sẽ sớm thôi sẽ được join vào những cái dự án như thế này. Đi xa hơn một chút xíu nhé. Tức là trong trường hợp mà các bạn đã test
đã ok rồi, qua những cái khóa training luôn rồi và được gia nhập, được trở thành artist chính thức cho công ty luôn. Thế thì ở cái con đường dài của các bạn á, các bạn có cái cơ hội để mà nâng cao tay nghề không em? Dạ có. Ở trong công ty mình đó thì mình có rất là nhiều cái cơ hội cho các bạn ha. Thì chắc là đi từ các bạn từ junior đi, thì các bạn đương nhiên là khi mà bắt đầu vào trong ở công ty mình làm việc á, thì khi mà các bạn vừa hoàn thành training á, thì các bạn chỉ vừa hoàn thành những cái rất là basic ở bên ngoài thôi, để mà khi vào bên trong, trong cái thời gian là các bạn thử việc, là các bạn phải training rất rất là nhiều thêm những cái technique, để mà ít nhất là phải 6 tháng kìa thì các bạn mới có khả năng để bắt đầu đi vào trong dự án và làm cái dự án thực tế với mọi người. Đó là cái gọi là quá trình on-job training chung với các anh chị ở trong team ha. Sau đó thì khi mà mình vào trong team rồi thì ở trong công ty em thì cũng may mắn em cũng có làm trong team training luôn. Thì ở team training mình đó thì mình sẽ có một cái training plan cho cả năm, ví dụ như năm nay là training plan cho năm 2024, chia theo từng team, từng các bạn member trong team luôn. Và ở trong từng cái team đó thì mình sẽ có những cái skill set nào mọi người sẽ cần training thêm trong cái năm đó theo đúng cái nhu cầu mà dự án hiện tại và sắp tới đang cần, thì mình sẽ được training thêm cái kỹ năng đó trong quá trình mọi người sẽ được gắn tác về training nè. Rồi sẽ khi mà các bạn hoàn thành được tất cả những cái khóa training, những cái bài tập đó, thì các bạn sẽ được gắn cái skill đó lên. Khi mà mình có những cái dự án liên quan thì mình sẽ được làm giống như là upgrade và mở lên được một cái achievement mới và được làm cái mới vậy đó, giống như mở bản đồ vậy đó. Đó thì trong nửa đầu năm nay á, thì công ty mình đã có những cái lớp như là thêm system designer cho mọi người nè, Blender nè, và human anatomy cho team training, cho team character nè. Thì mình cũng có rất là nhiều cái khóa khác nhau cho các bạn để mà có thể upskill được. Và cuối cùng là ở trong công ty á, thì mình sẽ có một cái CTG giống như là một cái trang training hub. Và cái training hub này nè, thì các bạn họa sĩ sẽ liên hệ với bên team training của tụi em và liên hệ và các bạn lấy link để mà các bạn vào tự training, self training, sẽ có người chấm điểm luôn để mà mình tự upskill cho chính mình luôn. À, thì cái cơ hội để mà các bạn được rèn luyện, được training rất là nhiều, nên là các bạn có đủ thời gian, đủ sẵn sàng và đủ để mà các bạn dành thời gian research nó và làm việc với nó hay không. Thì cái quá trình mà các bạn làm việc ở công ty hơn 8 tiếng nó cũng là một cái gọi là khá là pressure cho các bạn rồi. Đặc biệt là đối với các bạn junior á, thì có thể cái thời gian nó sẽ phải hơn 8 tiếng để mà các bạn hoàn thiện cái công việc của mình, hoàn thiện được cái mà các bạn mới vào làm và chưa quen cái nghề. Đó, thì dần dần cứ dành thêm thời gian và cố gắng nhiều xíu nữa thì sẽ vượt qua được mọi thứ thôi. Sẽ trở thành được như hai anh hiện tại, như anh Ái với anh Thành. Dạ đó. Ok, cảm ơn em. Tức là cái cơ hội để cho chúng ta upgrade cái skill, tức là nâng cấp cái phần kỹ năng của mình, thì nó có rất là nhiều các bạn. Và khi mà chúng ta nâng cấp cái kỹ năng của mình thì nó cũng đồng nghĩa với cái việc là cái khả năng mà mình phát triển, hay là mình nói cụ thể là cái phần tài chính mà mình sẽ có, nó sẽ cao hơn, nó sẽ được cải thiện. Đó là điều rõ ràng rồi. Và theo như anh Cường được biết, nó không chỉ riêng về phần những cái kỹ năng về vehicle ở đây đâu, ngoài ra thì nó còn có nhiều những cái hay ho khác nữa, đúng không em? Đúng rồi, mình còn có training kỹ năng mềm nè, rồi mình đang có những cái khóa training quản lý, những kỹ năng về mặt quản lý cho nhân viên nè, rồi mình có training về mặt ngôn ngữ, như là mình có lớp Anh văn dành cho tất cả các nhân viên để tham gia luôn. Mình có rất là nhiều những cái training khác nhau để mọi người có cơ hội phát triển bên trong công ty. Cảm ơn em rất là nhiều. Ở đây anh có một cái câu hỏi đến từ Tú. Tú, không biết là những cái bạn mà đã qua khóa training và vào làm việc thì các bạn có phải làm kiểm tra năng lực trong cái quá trình mới vào làm việc? À, tức có nghĩa là theo như anh Cường hiểu đó là thử việc đúng không ta? Theo em hiểu là vậy. Dạ, chắc để em chia sẻ đi. Thì cái lúc mà các bạn đi training á, thì bên mình đó thì không có bài kiểm tra nào hết trơn cho các bạn đó. Mà cái quá trình training trước thì các bạn sẽ có bài tập về nhà. Thì mình train có 3 tiếng nha. Thì mình đâu có đủ đâu đúng không? Thì mình sẽ có cái phần bài tập về nhà. Và cái bài tập này nè sẽ là cái để mà các bạn được quyết định các bạn có được vào công ty hay không. Tức là cái quá trình mỗi ngày mình đều có bài tập, sẽ được chấm điểm, chia trung bình dựa trên cái bài tập đó đó.
để mà cái dịch vụ chính trị của mình của công ty nó cũng sẽ giống như là khi các bạn vào làm việc, nó sẽ không có bất kỳ bài kiểm tra, tại vì mình là người lớn thôi mà, mình vào đời rồi. Thành ra là mình sẽ là cái quá trình mình làm việc ở trong công ty đối với từng cái dự án, từng cái mà mình sẽ diễn, giống như là nó xảy ra với mình đó, để mà nó giống như một cái bài test nhỏ như vậy đó, để quyết định xem là ok, năng lực bạn này có đủ hay không, bạn có được sự có khả năng ở trong cái giải này, cái ngành này hay không. Thì là cái năng lực của mình hả? Ok. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn em, cảm ơn Tú đặt câu hỏi. Còn câu hỏi gì nữa không ta? Anh Cường thấy là cũng hơi chê chê, chắc là dành cho một câu hỏi nữa. Có ai muốn hỏi gì không nào? Hay là anh Cường có bị bỏ sót câu hỏi nào không ta? Nãy giờ tập trung chia sẻ thì có thể anh cũng đã bị bỏ sót, để xem nào. Hình như là đoạn trên là các em chủ yếu là các em chat chít giao lưu thôi phải không? Anh thấy có đề cập gì tới Sơn Tùng như này. À, anh roll xuống nhé. Tôi thấy là các bạn có hỏi về lương là nhiều. Các bạn hỏi với cái thâm niên như vậy thì mức lương sẽ là bao nhiêu, thì cũng nó cũng bao nhiêu là đủ, thì nó cũng sẽ khá là khó để mà mình gọi là chia sẻ cái mức. Ví dụ như đối với những bạn này với cái mức nhu cầu này thì nó sẽ là đủ với mình, và với những bạn khác thì nó sẽ là đủ. Và có thể đối với bạn á, khi mà mình làm 5 năm nè và mình đạt được con số đó thì nó lại đang nhỏ, nhưng mà có những bạn khi mà mình làm 5 năm và mình đang được con số đó đó thì nó đang rất là lớn và rất là ok rồi. Thì nó sẽ tùy thuộc vào mình và cái độ đam mê của mình ở trong nghề. Mình chỉ có là mình phải cố gắng nỗ lực rất là nhiều, mình phải làm tốt cái công việc của mình trước đã, thì khi đó cái mức lương của mình nó sẽ tương ứng với những gì mình đã làm thôi. Cái đó là cái em có thể chia sẻ. Thì ở tất cả các công ty thì mức lương đó là bảo mật. Cá nhân em thì em cũng sẽ không được biết được mức lương của anh Thanh hay là mức lương của anh Ái, hay là cả hai anh cũng sẽ không được biết được mức lương của em hay là bất kỳ ai trong công ty hết. Vậy đó. Cảm ơn em, cảm ơn em. Thì anh cũng hay nhận được những cái câu hỏi này từ các bạn học viên. Một cái câu hỏi nếu mà ở trong công ty thì nó khá nhạy cảm và nó là một cái quy định luôn, đó là chúng ta sẽ không có được hỏi, không có được biết về cái mức thu nhập của nhau. Nhưng mà nói về cái mức đầu vào á, đầu vào thì thường ở những công ty lớn thì các em đều biết, nhưng mà anh nghĩ là các bạn đang muốn đề cập tới là cái con đường dài nó sẽ như thế nào á. Thì ở cái con đường dài theo như anh Cường á, đó là mình có thể mang lại cái giá trị như thế nào thì cái mà mình nhận về nó sẽ là như vậy. Cho nên là các bạn nỗ lực, các bạn cố gắng lên. Tại vì thực ra anh, theo cái kinh nghiệm của anh á, anh thấy á, những các bạn có thể là cái xuất phát điểm nó bằng nhau nhé, đâu đó trong vòng khoảng vài ba năm là nó khác nhau nhiều lắm. Tại vì các bạn mang lại những cái giá trị khác nhau. Thì ở phía những công ty á, thì họ cũng sẽ rất là fair thôi, họ cũng sẽ rất là công bằng thôi. Tức là bạn làm được tốt thì bạn sẽ được hưởng cái mức, những cái chế độ đãi ngộ nó cao, nó là chuyện bình thường thôi. Tại vì ở đây nó là một cái mối quan hệ qua lại, công ty đãi ngộ tốt cho bạn để còn giữ chân bạn nữa chứ. Ở đây đâu phải là chúng ta chỉ là mối quan hệ một chiều đâu, đúng không? Cho nên là các bạn, anh nghĩ là các bạn cũng nên nỗ lực và nên tự tin lên, Còn ở đây anh thấy có một cái câu hỏi là vì sao cần kỹ năng Photoshop mà trong khi Substance thì hiện nay khá tốt. Chắc là anh sẽ nhờ Thanh trả lời câu hỏi này đi. Dạ, câu hỏi này ha. Dạ, thì theo em thấy á, thì bạn này hỏi là mình tại sao phải cần Photoshop. Thì đúng là như vậy, tại vì bây giờ kỹ năng mà Photoshop á, thật sự là test đầu vào nó cũng không quá khó đâu. Kiểu như các bạn biết, chỉ cần biết căn bản Photoshop thôi à, chứ không phải là cao siêu lắm đâu, nên các bạn vẻ hơi ngại ha, hơi ngại Photoshop. Kiểu vậy. Nhưng mà thực sự thì đúng là bạn thấy là Substance hiện nay là khá tốt á. Trong công ty thì cũng sử dụng Substance mà nó kiểu như qua lại cũng khá nhiều, cho nên là cũng không hẳn là mình phải giỏi Photoshop lắm đâu. Nên các bạn đừng có lo, kiểu như chỉ là căn bản thôi. Thì em nghĩ là nên biết để mình đấy. Đúng. Tại vì ở công ty mình đó thì ở cái đầu vào cho các bạn 3D training thì mọi người cũng hay hỏi em là ủa chị ơi, sao giờ mình học Substance hết rồi tôi vẫn yêu cầu Photoshop? Là vì nó là một phần của cái workflow ban đầu khi mà các bạn bắt đầu vào công ty training. Những cái cơ bản á thì nó sẽ là những cái mà yêu cầu cơ bản ở bên mình cần, và nó sẽ thuộc cái workflow thôi. Thì cái đó là cái mình sẽ cần đi qua. Thì nếu mà bạn thiếu Photoshop á
thì cái quá trình mà để mà các bạn đi training bên trong công ty á sẽ khó để mình pass qua được. Ở đây anh cường bổ sung một chút xíu, thì thực ra những bạn mới có khi là các em cũng đang nghĩ về cái vai trò của phần mềm là nhiều. Nhưng mà thực ra ở phía nhà tuyển dụng thì đôi khi cái mà họ cài cắm vào trong đó, cái ý đồ mà họ cần đưa vào trong đó, nó không chỉ đơn giản là cái vai trò hay là cái thế mạnh của phần mềm. Tức là có thể thông qua Photoshop họ có thể test các em những cái thứ khác, chứ không phải là test mỗi cái công cụ là Photoshop. Cho nên là họ phải có lý do chứ, thì tùy công ty. Còn đối với quan điểm cá nhân của anh Cường á, thì Photoshop nó giống như kiểu là một cái bản cửu chương á. Mặc dù chúng ta là 3D artist nhưng mà chúng ta cũng nên biết nó cũng là một cái công cụ phổ thông thôi. Còn cái khả năng đáp ứng của nó thì nó khá là rộng. Nếu mà các bạn nào mà chưa biết á, các em có nhu cầu tìm hiểu á, thì giống như anh Thanh có chia sẻ là các em tìm hiểu cơ bản thôi. Nó có thể áp dụng trong in ấn cũng được, nó có thể áp dụng trong chụp hình cưới, hay là làm poster, làm banner, nói chung là nhiều thứ. Nhưng mà các em học cơ bản về công cụ thôi, mình cũng không quá đi sâu, ví dụ như là làm về hiệu ứng hay cái gì đấy thì không cần thiết. Bạn nào mà có muốn tìm hiểu sâu hơn, tại vì hôm nay chúng ta không có nói sâu về cái phần này, nhưng bạn nào có muốn tìm hiểu sâu hơn, cụ thể hơn thì anh có thể gửi cho các bạn một vài cái clip để các bạn tham khảo nhé. Ok, chắc là hôm nay chúng ta chốt ở đây thôi, thì giờ cũng hơi trễ rồi. Ok ha, khách mời có muốn chia sẻ gì thêm không trước khi chúng ta đóng? Dạ em, thì là không biết là hai anh như anh Thanh lần đầu tham gia thì em không biết chia sẻ sâu. Thì em cũng cảm ơn anh Cường thì đã mời em để tham gia cái buổi giao lưu này, thì cũng hy vọng là ít nhiều thì cũng giúp các bạn được định hướng được cái con đường đi của các bạn cho nó dễ dàng hơn ha, không có bị quá là mông lung, thì hy vọng là các bạn sẽ tìm được con đường đi tốt hơn. Yeah. Cảm ơn mọi người. Anh cũng muốn cảm ơn các bạn, và cũng nhân đây gửi lời cảm ơn tới công ty. Công ty cũng đã tạo điều kiện, tại vì các bạn biết là để có thể mở những cái số này ra thì Lan cũng phải gửi thông tin và xin nhiều rồi mới được tổ chức những cái số như này. Thì anh cũng muốn nhân đây là gửi lời cảm ơn tới công ty, và cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho anh và cho các bạn học viên. Cảm ơn rất là nhiều. Và đối với là các bạn học viên thì cũng cảm ơn các bạn đã ngồi tới giờ này, và anh hy vọng là những cái thông tin của anh Cường hay là những anh chị đến từ ClassX sẽ hữu ích cho các em. Tất nhiên thì nó cũng sẽ dựa vào cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm, cái góc nhìn của các bạn khách mời thôi, nó không phải là tuyệt đối và nó không thể bao quát hết được, tại vì nó quá rộng. Quá rộng thì hy vọng là các em tham khảo và nó sẽ có ích cho các bạn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chắc là chúng ta sẽ chốt lại ở đây. Hẹn gặp lại. Mọi người nhìn ra. Hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn em. Bye bye. Dạ vậy, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye.